chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Bản Tây, ta cho là ta là người tốt kết quả hệ thống một mực để ta làm cặn bã phượng hoàng nam đàn ông phụ lòng bại gia tử vì trở thành một người tốt giảng tây một mực rất cố gắng thế giới một thanh niên trí thức về thành đang tiến hành thế giới hai nghe nói ta là phượng hoàng nam thế giới ba bị ta vứt bỏ thố ti hoa hắc hóa thế giới bốn mụ mụ mời lại yêu ta một lần thế giới năm trên đường đi vượt quá giới hạn tra nam thế giới sáu ẩn cưới thần tượng thế giới bảy nuôi trẻ thường ngày về sau tiểu thế giới đãi định, các bạn đang nghe truyện cặn bã tự cứu kế hoạch xuyên nhanh, tác giả đã tự cơ n hào, thể loại, nguyên sang, ngôn tình, cận đại, hiện đại, he, tình cảm, huyền huyễn, xuyên việt, trọng sinh, hệ thống, xuyên nhanh, nhẹ nhàng, kim bài đề cử, vả mặt, thị giác nam chủ, tập 1, chương 01, thanh niên trí thức về thành một trời còn tảng sáng. Hải thị nhỏ trong ngõ hẻm liền đã bay lên trận trận khói trắng, chặt khít nhỏ ngõ hai bên, cách mỗi 4 năm 6 bước đường liền có một cái lò than đứng thẳng, phía trên hoặc nấu lấy nước sôi, hoặc hầm lấy cháo, mùi thơm của thức ăn hòa với than đá sặc người mùi khói, tổ hợp thành lão hải thị một đạo kỳ lạ phong cảnh, đinh linh đinh linh, xe đạp tại cái này chồng sang sát lò than bên trong ghé qua, phiền lòng tiếng chuông tấp nập vang lên, những cái này phần lớn là hôm qua làm thêm buổi tối vừa về nhà. Hoặc là một đại gia liền chuẩn bị đi cung tiêu xã đoạt mới nhất đến trạm đến hàng cư dân. Ai u, những một nhưỡng nông chặn đường, cũng có mấy cái tắt sóng vai tóc ngắn, ăn mặc tinh thần chỉnh tề lão thái thái bưng ống nhổ, đi xuyên qua nhỏ trong ngõ hẻm, tại dạng này ồn ào hoàn cảnh bên trong, nhỏ ngõ cư dân rất khó ngủ một cái cả cảm giác, chẳng qua ở niên đại này, trừ gào khóc đòi ăn hài tử, cùng già đến đi không được đường người, cũng xác thực không có mấy người có thể hưởng thụ ngủ nướng đãi ngộ, đây là một cái toàn dân lao động niên đại, đến cái này điểm. Toàn bộ ngõ cũng bắt đầu thức tỉnh giảng gia chính là hải thị trong ngõ hẻm một hộ người bình thường. Giảng đống lương là nhất gia chi chủ, tại mới hoa quốc thành lập trước đó, hắn từng tại trường học niệm quá mấy năm sách, tăng thêm trong nhà có như vậy một số nhân mạch quan hệ, tại mới hoa quốc thành lập về sau, vận khí không tệ, tiến thành phố xưởng may làm kế toán, thành một bưng lấy bắt sắt, ở niên đại này phá lệ thụ tôn trọng công nhân, thê tử của hắn miêu điền là xưởng may một cái nữ công, vợ chồng công nhân viên gia đình đã là thành phố này trung đẳng giai cấp đại biểu hai người sinh ba con trai đại nhi tử giảng đông nhị nhi tử giảng nam tam nhi tử giảng tây bởi vì vợ chồng nhà tiền lương không thấp ba con trai tất cả đều từng đi học nguyên bản dựa theo hai vợ chồng kế hoạch chờ cái này ba con trai trung chuyên sau khi tốt nghiệp liền hoạt động quan hệ đem người làm tới xưởng may hoặc cái khác quốc hữu trong nhà xưởng lại cho các con nhìn nhau một cái đồng dạng có công tác chính thức nàng dâu nhưng mà ai biết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn chính sách ra tới, giảng gia có ba con trai, tối thiểu có hai cái phải xuống nông thôn chi viện nông thôn kiến thiết. Đây đối với tuyệt đại đa số thành thị gia đình đến nói đều là khó mà lựa chọn vấn đề, giảng gia lão đại là phải chịu trách nhiệm dưỡng lão, giảng đóng lương một đêm trợn nhìn nửa bên tóc, cuối cùng quyết định mình trước thời gian làm về hưu thủ tục, đem công việc của mình tặng cho giảng đông kế thừa, đây cũng là trong thành quy tị hạ hương một loại thủ đoạn lão nhị giảng nam nhìn thấy đại ca thuận lợi lưu tại trong thành lúc này liền không vui vẻ phải biết đầu năm nay công nhân tiền lương ở mức độ rất lớn đều dựa theo tuổi nghề cùng công cấp tính toán một khi cương vị từ con cái kế thừa mỗi tháng tiền lương sẽ nháy mắt ngã xuống đáy cốc giảng đóng lương tiền lương đã cho đại nhi tử nếu là miêu điền lại đem công việc của mình cho nhị nhi tử hoặc là tiểu nhi tử dựa vào hai phần ít ỏi thu nhập căn bản cũng không đủ để ứng đối về sau lưu tại trong thành hai đứa con trai kia kết hôn sinh con tiêu tốn, mà lại công việc liền một cái, bất luận cho cái nào nhi tử, đều sẽ bị khác một đứa con trai oán hận, hai vợ chồng trong lúc nhất thời suy nghĩ không ra biện pháp giải quyết, giảng nam ngược lại là cái có bản lĩnh, trực tiếp tìm một cái cách ủy hội tiểu đầu một độc sinh nữ nhi, được ăn cả ngã về không làm người ta ở rễ, gia đình kia có chút năng lực tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem nhà mình con rể xuống nông thôn chi viện nông thôn kiến thiết, liền an bài cho hắn một cái thể diện công việc. Lão nhị là cái tâm nhãn tiểu nhân, tự giác làm rất lớn hy sinh, tiếp nhận rất lớn khuất nhục, hắn cũng không có oán phụ mẫu, chỉ đem đây hết thảy quái tại lão Tam giảng Tây trên đầu, mượn dùng nhạc phụ quan hệ, trực tiếp đem lão Tam thu xếp tại xuống nông thôn trên danh sách, lúc này coi như Miêu Điền bỏ công việc của mình, giảng Tây xuống nông thôn chuyện này cũng đã ván đã đóng thuyền. Cứ như vậy Nhấn một cái hơn 10 năm, ba huynh đệ đều phân biệt trong thành, nông thôn kết hôn sinh con, coi như giảng gia nhị lão cảm thấy khả năng đời này đều không gặp được cái này tam nhi tử thời điểm, chính sách lại biến, thanh niên trí thức có thể trở về thành, đã sớm chịu đủ nông thôn gian khổ sinh hoạt giảng tây không do dự chút nào, mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại hải thị, hắn không có nói ra nông thôn thê nữ, người trong nhà cũng giả vờ ngây ngốc, giống như toàn bộ mất trí nhớ quên hắn từng tại nông thôn kết hôn sinh con sự thật. Chỉ có điều, cái này dù sao đã không phải là giảng tây xuống nông thôn trước giảng gia, hơn 10 năm bên trong, căn này không đủ 40 bình trong phòng mới thêm rất nhiều thành viên gia đình, giảng đóng lương cùng thê tử có lẽ sẽ hoan nghênh đứa con trai này đến, nhưng đối với trong nhà thành viên khác đến nói, giảng tây tuyệt đối đại biểu cho một cái thoát không nổi đại phiền toái, trong nhà vốn là đủ chen, hiện tại còn nhiều một tấm ăn không ngồi rồi miệng, thời gian này đúng là không có cách nào quá, sáng sớm. Giảng gia lão đại giảng đông nàng dâu từ phượng liền lên chuẩn bị người một nhà bữa sáng, bà bà Miêu Điền còn không có về hưu, nàng kỹ thuật tốt, hiện tại xem như mời trở lại dạy đồ đệ giai đoạn, mỗi tháng tiền lương khoảng chừng 87 khối tiền, mà từ phượng chỉ là một số không lúc công, mỗi tháng tiền lương chỉ có 18 khối, bởi vậy tại giảng gia, việc nhà cho tới bây giờ đều là từ phượng một người công việc, về phần giảng đóng lương mặc dù sớm làm về hưu thủ tục, đem công việc để lại cho nhi tử nhưng hắn không hề giống hải thị đa số nam nhân, mua tẩy đốt loại này hắn thấy là nữ nhân nên phụ trách công việc, hắn là cho tới bây giờ cũng sẽ không nhúng tay. Trong nhà này, giảng đống lương vị nhất gia chi chủ này chính là cái vung tay trưởng quỷ, nhưng ai để giảng đông công việc là giảng đống lương cho đâu, từ phượng cũng chỉ dám ở sau lưng nói thầm đây đối với cha mẹ chồng, lại dựa vào cha mẹ chồng trong tay để lọc ít tiền phụ cấp gia dụng. Từ phượng càng thêm không dám ở hai vợ chồng trước mặt lớn nhỏ âm thanh, chẳng qua là bây giờ trong nhà lại nhiều một cái áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng phế vật, những năm này từ phượng trong lòng bất mãn cùng oán hận ngược lại bị công lên, những ngày gần đây, trong nhà thường xuyên có thể nghe thấy từ phượng gõ gõ đập đập phải thanh âm, những cái kia chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, càng là càng phát ra ngay thẳng, được rồi, không phải liền là thêm một cái miệng sao, ta không phải mỗi tháng cho thêm ngươi 10 đồng tiền gia dụng sao, ngươi có cái gì tốt phàn nàn. Miêu Điền từ hẹp hẹp trên cầu thang xuống tới, Trừng mắt nhìn lại tại làm yêu con dâu, tức giận nói, cái này phổ thông ba tầng lầu trong phòng, hết thảy ở lại bảy gia đình, giảng gia chỉ là trong đó một hộ, không có phòng bếp cùng phòng vệ sinh, trong nhà nấu cơm nấu nước liền dựa vào hai cái lò thang, bài tiết dựa vào ống nhổ, trên sinh hoạt tồn tại rất nhiều không tiện, đương nhiên, hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là giảng gia nhân khẩu không ngừng gia tăng, nhưng phòng ở diện tích không đổi vấn đề, giảng gia phân đến phòng ở hình dạng và cấu tạo không tốt, lầu 1 cũng liền 10 cái bình phương, chủ yếu tác dụng là ăn cơm cùng nơi tiếp khách, lầu 2 phòng ngủ có 17 cái bình phương, cũng là giảng gia diện tích lớn nhất, lấy ánh sáng nhất căn phòng tốt, đương nhiên là giảng gia nhị lão ở lại, từ phượng cùng giảng đông cái kia 13 tuổi đại nhi tử cũng ở tại trong gian phòng này, giường của hắn là dùng tấm ván gỗ đơn giản gõ thành cái giường đơn, cùng gia gia nải nải giường ở giữa liền dựa vào một đầu rèm ngăn trở. Giảng Đông cùng Từ Phượng ở tại lầu các cái kia chỉ có 10 bình phương không đến gian phòng bên trong, cùng bọn hắn cộng đồng ở lại còn có một cái 9 tuổi nhi tử cùng một cái 6 tuổi nữ nhi. Theo hai đứa bé dần dần lớn lên, căn này lầu nhỏ phòng ngủ cũng lộ ra càng phát ra chen chút. Hiện tại Giảng Tây trở về, Giảng Đông lương vợ chồng tại lầu một phòng khách có bày một tấm dùng ghế lâm thời xây dựng cái giường đơn, Giảng Tây liền ngủ ở nơi này, Giảng gia phòng khách vốn cũng không rất rộng rãi, Từ Phượng phụ trách trong nhà quét dọn nấu cơm giặt quần áo công việc mỗi ngày muốn tại căn này phòng khách ra ra vào vào giảng tây tồn tại vì nàng tăng thêm không ít phiền phức càng khẩn yếu hơn từ phượng đã sớm chuẩn bị để mình đã hiểu chuyện tiểu nhi tử cùng đại nhi tử đem đến phòng khách đến lại để cho tiểu nữ nhi cùng cha mẹ chồng một khối ở lại tốt cho hai vợ chồng đưa ra đầy đủ tư nhân không gian nhưng lúc này giảng tây đến đánh vỡ từ phượng kế hoạch càng làm cho nàng tăng thêm một tia cảm giác nguy cơ bởi vì giảng tây cái gì cũng không có hắn đến tất nhiên chiếm dụng cha mẹ chồng tiền tiết kiệm, liền bọn hắn hiện tại ở lại bộ phòng này, đều chưa hẳn là thuộc về trượng phu nàng một người, dưới loại tình huống này, từ phượng làm sao lại cho giảng tây sắc mặt tốt nhìn đâu, mẹ, ta không phải ý tứ này, từ phượng còn nhìn chầm chầm bà bà mỗi tháng hơn 80 đồng tiền tiền lương đâu, tự nhiên không dám ở bà bà trước mặt nói chua lời nói, vừa mới nàng những lời kia. Đều là nói cho phòng khách cái kia còn nằm ở trên giường tiểu thúc tử nghe, ai nghĩ đến bị bà bà nghe đi đâu, ta chính là muốn nói, lão tam trở về đều có một đoạn thời gian, cũng không thể một mực đang nhà ở lại đi, ngài cùng cha có phải là tìm một chút quan hệ, cho lão tam thu xếp công việc, coi như thu xếp không được chính thức làm việc, thu xếp số không lúc công công việc cũng tốt, từ phượng nghĩ đến, chỉ cần lão tam không ở nhà đi ăn chùa, hoa tiền của bọn hắn liền tốt, nào có đơn giản như vậy, miêu điền thở dài. Hiện tại khắp nơi đều nhất lên thanh niên trí thức về thành dạy sống, chỉ là bọn hắn đầu này hẻm, liền có mười mấy cái từ nông thôn trở về hài tử, nhưng bây giờ trong thành công việc cương vị vốn là khang hiếm, con trai cả nàng dâu bản thân coi như mười mấy năm lúc không giờ công, đến nay đều không có chuyển chính thức, đối mặt nhiều như vậy đột nhiên tràn vào thành đến thanh niên trí thức, nàng cùng đã sớm về hưu trượng phu ở đâu ra nhân mạch quan hệ giúp nhi tử thu xếp công việc đâu, miêu điền trong lòng cũng có chút sầu muộn, nói câu không dễ nghe, nàng cũng cảm thấy nhi tử trở về không phải lúc. Đối với cái này rời nhà hơn 10 năm tiểu nhi tử, nàng là ấy nấy, nhưng về mặt tình cảm, nàng đã sớm khuynh hướng một khối sinh hoạt đại nhi tử, cùng nàng tự mình nuôi lớn, nói ngọc biết nói chuyện lớn cháu trai. Bây giờ trong nhà tổng cộng cứ như vậy lớn địa phương, tiểu nhi tử sau khi về nhà lại không suy nghĩ tìm một chút chuyện làm, đổi lại miêu điền là từ phượng, cũng rất khó tha thứ dạng này tiểu thúc tử tồn tại. Nhưng trong lòng mặc dù có chút tán đồng con dâu ý nghĩ, bên ngoài miêu điền là sẽ không nói như vậy. Giảng Tây dù sao cũng là con của nàng, trong nhà lúc trước hy sinh hắn, không có đạo lý tại đối phương về thành về sau, còn đem người đuổi đi ra. Được rồi, trong xưởng nhiều một nhóm nhiễm xấu vải vóc, lãnh đạo cùng chúng ta những cái này có tư lịch công nhân phân phân, ta chỗ này ước chừng phân đến ba thước, chúng ta đại nhân không cần đến mặc quần áo mới phục, đợi lát nữa ta đem vải vóc đưa cho ngươi, ngươi xem chừng, cho ái quốc, xây bang cùng Miu Miu làm mấy món tiểu y đi, những cái kia vải vóc mềm mại mặc dù nhan sắc nhiễm xấu, có thế mặt ở bên trong cũng không có gì đáng ngại. Đối với cái này con trai cả con dâu, lão thái thái là đánh cái bàn tay lại thưởng viên táo ngọt, chỉ chẳng qua lần này từ phượng trong lòng bất mãn đã không phải là những cái này tàn thứ phẩm vải vóc có thể ngăn chặn, nàng dư quan nhìn thấy ngủ ở trên giường, phản phất các nàng như thế lớn đối thoại âm thanh đều không có đánh thức tiểu thúc tử, trong lòng càng phát ra phỉ nhổ hắn da mặt dày, tổng phải nghĩ biện pháp đem cái này chướng mắt phế vật đuổi đi ra từ phượng trên mặt mỉm cười cảm tạ lấy bà bà hào phóng, trong lòng nhưng chủ ý đã định, cái nhà này, là dung không được trừ bọn hắn cả một nhà bên ngoài giảng gia người ngu lấy, đã đổi cái tim giảng tây thành thành thật thật uống tại trong chăn, hồi tưởng đến lúc này nghe được hết thảy, cùng trong đầu của hắn kế thừa nguyên chủ ký ức, cùng sớm bị hệ thống báo cho tương lai sẽ phát sinh tất cả kịch bản, cả khuôn mặt thẹn đỏ bừng, cũng may chăng mình cản trở, người bên ngoài cũng nhìn không thấy, vạn vạn không nghĩ tới hắn cái này sinh hoạt tại hòa bình niên đại, từ tiểu đức trí thể Mỹ phát triển toàn diện, kiên quyết quán triệt tám vinh tám hổ thẹn chủ nghĩa xã hội vinh nhục xem lớn lên năm giảng tứ Mỹ ba yêu quý thanh niên tốt, lại có một ngày, lại biến thành một cái ném vợ khí nữ cặn bã, lúc này tại nông thôn, còn có một đôi chính trong mong chờ đợi nguyên thân về nhà lão bà nữ nhi, rời đi trước, hắn từng hứa hẹn chờ an định lại, liền sẽ tiếp các nàng vào thành. Bây giờ cách hắn rời đi, đã qua gần 3 tháng, đoán chừng đôi kia hai mẹ con chờ mong đã biến thành chết lặng tuyệt vọng, giãn tay so với các nàng càng tuyệt vọng hơn, hắn liền nữ hài tử tay đều không có dắt qua đâu, làm sao liền có lão bà, khuê nữ cũng có thể đánh xì dầu nữa nha, chương không hai, thanh niên trí thức về thành hai, giãn tay là cô nhi, đem hắn nuôi lớn là một cái mất độc lại đánh mất sinh dục năng lực, về sau cùng trượng phu ly hôn nữ nhân. Nàng đem giảng tay bọn hắn coi như là con của mình, bọn hắn những hài tử này cũng thân thiết gọi nàng một tiếng giảng ma ma. Tại thập niên 90 giữa kỳ, Hoa Quốc rất nhiều cô nhi viện cũng không chính quy, thậm chí có một ít quản lý không làm cô nhi viện tồn tại mượn dùng cô nhi lừa gạt chính phủ và hảo tâm người trợ cấp, lại ác ý ngược đãi hài tử hành vi, đồng thời cũng bởi vì khác biệt khu vực cô nhi viện tài chính cấp phát khác biệt, tồn tại bộ phận cô nhi tiếng không được cô nhi viện, không chiếm được thích đáng chiếu cố tình huống. Bởi vậy tại dân gian, có không ít giảng ma ma hảo tâm như vậy người, mình xuất tiền xuất lực thu dưỡng những cái kia bị vứt bỏ hài tử. Giảng Tây Huynh đệ tỉ muội không ít đều là trên thân thể có thiếu hụt, hắn từng có một cái rất thích tiểu muội muội, hoạn có bệnh tim bẩm sinh, giảng Tây tại một cái trời mưa xuống từ ái tâm gia tộc miệng nhặt được đứa bé này, giảng ma ma vì nàng đặt tên là giảng Vũ Lai, bởi vì bị vứt bỏ trước liền không có nhận qua cẩn thận chiếu cố, ba tuổi Vũ Lai mười phần nhỏ gầy, sợ lạnh lại sợ nóng, mỗi đến mùa đông, Giảng Tây đều phải dùng rửa ráy sạch sẽ nước muối bình rót đầy nước nóng, sớm giúp Vũ Lai sấy khô chăn ấm, hắn rất cẩn thận chiếu cố lấy cô muội muội này, giảng mama cũng đang cố gắng nhiều mặt bôn ba, vì nàng gom góp mổ phí tổn, nhưng tại Vũ Lai khi 6 tuổi, vẫn là rời đi thế giới này, tại giảng mama xây dựng ái tâm nhà bên trong, giảng Tây nhìn thấy rất rất nhiều sinh ly tử biệt, được chứng kiến nhân tính ghê tởm, cũng cảm thụ qua rất nhiều ấm áp mỹ hảo, tại hắn 15 tuổi năm đó, quốc gia bắt đầu nghiêm tra dân gian thu lưu cô nhi tình huống, cùng loại giảng ma ma loại này cũng không có thu dưỡng cô nhi tư chất ái tâm nhà hết thảy bị chính phủ thủ tiêu, lúc kia đúng lúc gặp giảng ma ma kiểm tra ra nhũ tuyến ung thư, đang vì mình một tay nuôi lớn hài tử tương lai lo lắng lo nghĩ tình huống dưới, giảng mụ mụ chứng bệnh càng phát ra nghiêm trọng, chỉ kéo hơn một tháng thời gian, liền vĩnh biệt cõi đời, lúc kia, giảng tay là ái tâm nhà bên trong lớn tuổi nhất hài tử, tại ái tâm nhà bên trong còn có mặt khác bảy cái đệ đệ muội muội hiện thực cũng không như trong tưởng tượng mỹ hảo dưới ánh mặt trời cũng chỉ có địa phương âm u giảng tây cái tuổi này hài tử cũng không phải bình thường cô nhi viện nguyện ý tiếp nhận loại hình bởi vì tuổi của hắn quá lớn đã sớm quá thích hợp nhận nuôi niên kỷ mà còn lại bảy hài tử đồng dạng lọt vào chỗ vị trí hai chỗ chính quy cô nhi viện từ chối bởi vì khoảng thời gian này thủ tiêu tư nhân cô nhi viện quá nhiều chính quy trong cô nhi viện dừng chân điều kiện đã mười phần chen chúc cuối cùng bọn hắn chỉ lĩnh đi tuổi tác nhỏ bé hai đứa bé, cùng một cái bộ dáng tương đối thanh tú, tính cách tương đối nhu thuận nữ hài, về phần còn lại những hài tử này nên xử lý như thế nào, ai cũng không thể cho ra một cái trả lời chắc chắn, giảng ma ma tại qua đời trước, đem mình duy nhất tài sản, cũng chính là ái tâm nhà kia tòa nhà phòng ở cũ để lại cho giảng Tây, cũng là lúc kia, giảng Tây gánh vác lên giảng mụ mụ nguyện vọng, lấy thân phận của trưởng bối, chiếu cố còn lại bốn cái đệ đệ muội muội ở tại kia phiến quảng trường đều là người quen biết cũ, bọn hắn đồng tình giảng tay đám người gặp phải, chỉ cần nhà ai làm ăn ngon, đều sẽ hướng giảng gia bưng một phần, giảng tay A có qua có lại, thường xuyên mang theo bốn cái đệ đệ muội muội đi lĩnh nhà ở hỗ trợ, thanh trừ trong viện cỏ dại, giúp lão nhân chuyển vật nặng, phàm là bọn hắn có thể giúp bên trên một tay, giảng tay đều từng làm qua, biết bọn hắn thiếu tiền. Các bạn hàng xóm cũng cho bọn hắn giới thiệu qua không ít công việc, gấp giấy hộp, tu bổ cao su con rối tràn nhựa cây, lắp ráp đồ chơi. Đây đều là có thể tại học tập sau khi làm rải rác việc, tiền kiếm mặc dù không nhiều, thế nhưng đầy đủ ứng phó cần phải chi tiêu, giải quyết bọn hắn ngũ huynh muội tại chính năm chế giáo dục bắt buộc giai đoạn học chi phí phụ chờ chi tiêu, chiếu cố đệ đệ muội muội thời gian có khổ có ngọt, nhưng giảng tây chưa từng có phàn nàn quá sinh hoạt bất công, hắn thấy, hắn là may mắn, bị phụ mẫu vứt bỏ thời điểm may mắn mà gặp phải giảng ma ma, đạt được đối phương quan tâm cùng yêu thương tại giảng ma ma rời đi về sau lại gặp nhiều như vậy người hảo tâm không cầu hồi báo trợ giúp hắn cùng đệ đệ muội muội trên thế giới này mỗi một giây đều có thật nhiều người chết đói thời điểm hắn có một cái có thể che gió che mưa căn phòng nhỏ có thơm ngọt chắc bụng đồ ăn cùng hắn chí ít có được thân thể khỏe mạnh bất luận một cái nào sự tình đều có thể để hắn xuất phát từ nội tâm cảm tạ trời xanh hắn là may mắn chỉ tiếc Thượng Thiên không có tiếp thụ lấy hắn cảm kích, ngược lại lại một lần nữa đùa bẩn hắn cái này tính đồ. Giảng Tây đệ đệ nhỏ nhất trời sinh dài 12 đầu ngón tay, trong đó mấy đầu ngón tay vẫn tồn tại làn da dính liền tình huống. Bởi vì phần tay thần kinh phức tạp, Giảng Tây bọn hắn hoa thật nhiều năm, mới tích lũy đủ đầy đủ phí tổn. Mang theo cái này đệ đệ đi bệnh viện lớn làm giải phẫu, phẫu thuật rất thành công. Giảng Tây mua nửa cân đệ đệ vẫn nghỉ ăn, lại luôn không nở mua quả anh đào đang lúc hắn chuẩn bị tiến cửa bệnh viện thời điểm một cái kiểm tra ra bệnh nan y đối nhân sinh thất vọng bệnh hoạn từ phía trên đài nhảy xuống vừa lúc đem từ dưới lầu trải qua giảng tây đập trúng giảng tây nhìn xem kia một đống tảng mát quả anh đào trong lòng lóe lên phản ứng đầu tiên thế mà là đau lòng đây chính là hắn chọn lựa rất lâu quả anh đào a một viên xấu quả đều không có hắn đều không có hưởng qua mùi vị đâu lại sau đó chính là toàn thân co giật đau đớn đang dãy dụa hai lần về sau Giảng tay nhắm mắt lại, đình chỉ hô hấp, hắn coi là sinh mệnh của mình như vậy kết thúc, ai biết một giây sau, hắn ngay tại một cái gì thứ nguyên không gian thức tỉnh, một cái tự xưng số hiệu 5555 hệ thống tìm được hắn, công bố chỉ cần hắn cùng nó khóa lại, đồng thời hoàn thành hệ thống bố trí nhiệm vụ, liền có trở lại nguyên bản thế giới cơ hội. Nói thật, giảng Tây đối với sống lại cũng không có lớn như vậy chấp niệm, bởi vì đệ đệ nhỏ nhất cũng đã kiểm tra lên đại học hắn cũng góp đủ tiền vì đối phương làm phẫu thuật, bọn hắn đều dài lớn, về sau đường nên mình đi. Các đệ đệ muội muội đều rất ỷ lại hắn, cái này khiến giảng tây rất vui mừng, nhưng nghĩ lại, dạng này ỷ lại chưa hẳn là một chuyện tốt, có lẽ hắn rời đi, còn có thể thúc đẩy kia mấy đứa bé trưởng thành. Chân chính để giảng tây cảm thấy hứng thú vẫn là hệ thống bản thân cái này tồn tại, bởi vậy cũng không do dự quá lâu, giảng tây liền khóa lại cái hệ thống này. Đây là hắn chấp hành nhiệm vụ thứ nhất ngay từ đầu, giảng tây còn có chút không thích ứng, cốt trong nhà này người đã có hơn 10 năm chưa từng gặp qua hắn, tăng thêm hắn có được nguyên thân toàn bộ ký ức, cho dù trong tính cách hơi có chút xuất nhập, bọn hắn cũng làm lúc cái này phân biệt mười mấy năm bên trong trên người hắn xuất hiện biến hóa gì, cũng không có hoài nghi, có ít người thật là đem mình làm thái gia, cũng không nhìn đến lúc nào rồi, còn ngủ đâu, thật làm cho một nhà lão tiểu đều hầu hạ ngươi đây. Lúc này lão thái thái Miêu Điền ngay tại ngõ cùng lão tỉ muội nói chuyện phiếm, từ phượng bưng phích nước nóng bình tiến đến, bên trong là nóng hổi sữa đậu nành, đầu hẻm có gia đình bán cái này, một mau tiền một bình, giá cả coi như công đạo, bởi vậy trong ngõ hẻm người cũng quen thuộc mỗi ngày đi nhà hắn mua có sẵn. Từ 78 năm trận kia hội nghị về sau, hải thị nhiều hơn không ít những cái này làm buôn bán nhỏ hộ cá thể, từ phượng dạng này đứng đắn tại nhà máy đi làm người vẫn là xem thường mấy cái này thể hộ nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn chiếu cố đối phương sinh ý trong tay nàng còn bưng một bàn lão hổ cái vuốt lúc này giang chiếc thượng hải một vùng đặc sắc mặt điểm bên ngoài giòn bên trong hương hải thị người cũng quen thuộc lấy nó làm bữa sáng từ giảng tây về thành về sau từ phượng càng phát ra không kiên nhẫn tự mình làm bữa sáng nàng không nghĩ tiện nghi cái này tiểu thúc tử dứt khoát dùng sức hướng lão thái thái trong túi bỏ tiền vừa vặn cũng cho mình nghỉ để trượng phu cùng nhi tử cũng cải thiện một chút cơm nước đại tẩu đều treo cúng họng nói chuyện giảng tây lại vờ ngủ cũng có chút không thể nào nói nổi hắn làm bộ vừa tỉnh ngủ dụi dụi mắt hướng về phía đại tẩu cười cười da mặt dày từ phượng hừ một tiếng vặn eo đi ra ngoài cho giảng tây mặc quần áo thời gian mẹ ngươi có thể hay không cho ta mượn một điểm tiền ăn điểm tâm thời điểm giảng tây đột nhiên mở miệng một giây sau chỉ nghe lạch cạch một tiếng từ phượng đũa đã trùng điệp ngã tại trên mặt bàn ngươi vay tiền làm gì a à? Miêu Điền nghiêng mắt nhìn cũng mặt lộ vẻ không vui con trai cả nàng dâu, sau đó chuyển hướng tiểu nhi tử, mang theo nghi hoặc mà hỏi thăm, ái quốc mấy người bọn hắn đều lớn, ta lại trong nhà gạt ra cũng có chút không tưởng nổi, ta muốn đi ra ngoài mặt khác thuê cái phòng ở, nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới thích hợp công việc của ta, chờ thu xếp tốt. Ta muốn đem Lam Tú các nàng hai mẹ con nhận lấy ở chung, giảng Tây nói ra mình lý do, hắn không phải nguyên thân, cho dù thụ ký ức ảnh hưởng, Đối với mấy cái này người nhà tình cảm cũng là có hạn, cho dù là nguyên thân, tại tách ra hơn 10 năm về sau, hắn cùng hiện tại trước mặt người một nhà này, trên thực tế cũng đã xa lánh. Từ Phượng coi hắn là thành cái nhà này người xâm nhập, những ngày này không ít cho hắn ánh mắt nhìn, những cái này nguyên thân phụ mẫu cùng đại ca chẳng lẽ liền không hiểu rõ nhóm, nhưng bọn hắn chưa từng có thay nguyên thân nói qua cái gì, có thể thấy được bọn hắn ý nghĩ trong lòng cùng Từ Phượng là đồng dạng. Thời gian cùng khoảng cách đã sớm khiến cho bọn hắn biến thành hai nhà người. Mẹ, ngươi yên tâm, tiền này ta sẽ trả. Nguyên thân đi vào hải thị gần ba tháng, bởi vì phát giác mình bây giờ thế mà dung nhập không đến hắn sinh trưởng trong tòa thành thị này. Nguyên thân trong ba tháng này hiếm khi đi ra ngoài, hắn sợ gặp được đã từng không bằng mình, bây giờ lại lẫn vào so với mình càng bạn thân. Nhưng giảng tây không giống, hắn mới đi đến cổ thân thể này bên trong bốn ngày thời gian, cũng đã đem xung quanh đi dạo hết, đối với thời đại này, cũng có tương đối nông cạn nhận biết hiện tại nông thôn thê nữ nhất định đã nhận định hắn vứt bỏ bọn hắn lúc này trở về chưa hẳn có thể tẩy trắng mình cho nên giảng tây chỉ là trước gửi một phong thư trở về tính toán đợi mình triệt để tại thành phố này dàn xếp lại lại hồi hương tiếp mẹ con các nàng trở về em đẹp nghĩ như thế nào đem cái kia nông thôn nữ nhân tiếp trở về rồi nghe mẹ nó cùng bên kia đoạn mất đổi đến mai mẹ giới thiệu cho ngươi mấy cái tốt hơn miêu điền sụ mặt nàng không thích cái kia nông thôn con dâu lúc trước nhi tử muốn cưới nông thôn nữ nhân trong nội tâm nàng chính là không vui lòng về phần kia người chưa từng gặp mặt tôn nữ bên người nuôi lão đại nhà tôn tử tôn nữ đối với cái kia nông thôn sinh trưởng hài tử nàng liền càng thêm không có tình cảm dưới cái nhìn của nàng nhi tử đã trở về vậy liền không muốn cùng cái chỗ kia người lại có liên hệ gì vừa vặn hiện tại có không ít nữ thanh niên trí thức hồi hương cưới không được hoàng hoa đại khuê nữ vậy liền cưới một cái cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm tại nông thôn đã kết hôn nữ thanh niên trí thức dù sao giảng tây cũng còn trẻ tương lai còn sẽ có hài tử mẹ lão tam có lòng này là chuyện tốt a à. từ phượng chỉ nghe được giảng tây nói hắn muốn từ cái nhà này dọn ra ngoài nơi nào còn nhớ được cái khác lại nói giảng tây muốn đem hắn cái kia nông thôn lão bà đi tìm đến rất cũng là hắn giảng tây một người mặc nàng đến vui lòng dùng một cái thô tục nông thôn nữ nhân phụ trợ mình thời thượng cùng ưu nhã đâu. Ta và ngươi đại ca những năm này cũng để giành được một điểm tiền, mẹ chỗ ấy nếu là không thuận lợi, ta và ngươi đại ca cũng có thế mượn ngươi một chút, chẳng qua không nhiều, cũng liền chừng 50 khối đi, cũng không biết có đủ hay không. Lập tức bỏ 50 khối tiền, từ phượng có chút đau lòng, nhưng là vừa nghĩ tới có thể mời đi tên ôn thần này, nàng lại cảm thấy là đáng giá, tạ ơn đại tẩu, số tiền này đủ rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ trả. Giảng Tây Đại Khái hiểu rõ một chút cái niên đại này giá hàng, 50 khối tiền nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, coi như việc hắn muốn làm đến xem, số tiền kia cũng đủ dùng. Miêu Điền ngược lại là còn muốn nói chuyện, lại bị giảng đống lương giật giật tay áo ngăn lại, một bữa điểm tâm, ngay tại người một nhà khác hẳn tâm tư bên trong qua loa kết thúc. Giảng đang, mẹ ta kể cha ngươi không muốn ngươi, ngươi bây giờ là không có cha con hoang, mẹ ta không để ta cùng con hoang chơi. Con hoang, con hoang, không ai muốn con hoang, một cái ước chừng bảy tám tuổi, làn da có chút đen hoàng tiểu cô nương phí sức nâng lên một giỏ heo cỏ, đối với quanh mình hài đồng vui cười mắt biết tai ngơ. Đại đội bộ đại dông thụ vạt áo lấy một cái bàn, đội sản xuất kế toán đang bưng tráng men chén, thích ý uống vào trà đậm, giảng đang đem heo cỏ buông xuống, lão kế toán đưa tay đè lên, xác định cái này giỏ heo cỏ đầy đủ vững chắc, ngay tại sách bên trên cho nàng nhớ một cái công điểm tại làm xong sau chuyện này giảng đan lại giống thường ngày đi cửa thôn đứng bọn hắn nơi này vắng vẻ người đưa thư một tuần lễ mới có thể đến một chuyến hôm nay chính là người đưa thư tới thời gian tiểu cô nương lại là ngươi a à, lần này vẫn là không có thư của ngươi người đưa thư đã nhận ra giảng đan cũng đại khái hiểu rõ đến giảng đan tình huống đối với tiểu cô nương này mười phần đồng tình nhưng hắn thấy cái kia đã rời đi nam nhân là sẽ không trở về bằng không làm sao có thể hai ba tháng đều không hướng trong thôn gửi một phong thư đâu, được rồi, tạ ơn thúc thúc, giảng đang mất mắt rũ cục lấy đầu, thật sâu mà liếc nhìn xe đạp ghế sau trong cái sọc những cái kia thư tín, nhiều như vậy tin, làm sao liền không có một phong là gửi cho nàng đâu, lần lượt thất vọng, giảng đang dụi dụi mắt, về sau nàng lại không còn vờ ngớ ngẩn, chương không ba, thanh niên trí thức về thành ba. Từ phượng đã sớm chịu đủ giảng tây cái này không làm sản xuất tiểu thúc tử, vì để cho hắn mau chóng dọn ra ngoài, tại điểm tâm kết thúc sau liền lấy đến 40 khối tiền, giao đến giảng tây trong tay. Sở dĩ không phải trên bàn cơm ước định cẩn thận 50 khối, là bởi vì tại lấy tiền thời điểm, từ phượng lại có chút đau lòng, đem bên trong 10 đồng tiền thả lại tiền trong hộp, ta đều bận bịu hồ đồ, trước đó ta và ngươi tiền của ta tất cả đều đi ngân hàng tồn cả, lúc này trong tay liền 40 khối tiền, ngược lại là còn có một số tiền lẻ đều là cái này còn lại gần nửa tháng đồ ăn tiền. Từ phượng miễn cười, một chút cũng không có nói sai lời nói chột dạ. Lời nói đều nói đến mức này, giảng tây cũng không thể có thể khiến người ta đi ngân hàng đem tồn tốt tiền cho lấy ra. Đời trước từ 15 tuổi liền chống lên một ngôi nhà giảng tây so tuyệt đại đa số người càng hiểu như thế nào hoa ít nhất tiền làm nhiều nhất sự tình, thiếu 10 đồng tiền, quả thật có chút phiền phức, nhưng chỉ cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cũng là miễn cưỡng đủ. Đại tẩu yên tâm, tiền này ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Giảng Tây biết đại tẩu tiểu tâm tư, đối phương đoán chừng là sợ hắn không trả tiền lại, cho nên mới đem nguyên bản ước định cẩn thận 50 khối tiền giảm bớt thành hiện tại 40 khối tiền. Chẳng qua người người đều có tư tâm, cái này chỉ dâu lại là tại nguyên thân xuống nông thôn sau mới đến giảng gia, cùng nguyên thân không có chút nào tình cảm, đối phương cách làm, cũng hợp tình hợp lý. Giảng Tây tiếp nhận tiền, cũng không có chậm trễ, cử cha hắn chiếc kia cũ kỹ xe đạp, đi trước đó ước định địa phương tốt. Đây, đây là nhà chúng ta tháng này phân đến thô lương, dựa theo đã nói xong giá tiền, hết thảy hai khối bảy lông hai phần. Đây là nhà ta, hết thảy bốn khối tam mau. Giảng tây đến dược phẩm xưởng gia chúc viện, mới từ tự, tự hành trên xe đi xuống, liền bị một đám lão thái thái bao bọc vây quanh. Đừng nóng vội đừng nóng vội, từng cái tới. Giảng tây không chút hoang mang, xuất ra đặt ở sau xe giỏ cái cân, đem tất cả lương thực xưng một lần, lại xốc lên lương túi tùy ý nắm một cái xác định lương thực không có cầm hàng nhái về sau lại đem cân lượng nhân với trước đó định tốt giá cả hạch toán xong đem tiền giao đến vật chủ trong tay hắn thu đều là thô lương đầu năm nay thành trấn hộ khẩu cư dân đều có lương thực chỉ tiêu mà tại nhà máy hoặc là cơ quan đơn vị đi làm người có có thể được ngoài định mức phụ cấp bình thường mà nói vợ chồng công nhân viên gia đình nếu như không có sinh quá nhiều hài tử sinh hoạt là mười phần dư giả tại kinh tế rộng rãi tình huống dưới, đối với sinh hoạt trình độ tự nhiên cũng có cao hơn yêu cầu. Bọn hắn chọn dùng tiền từ chợ đen hoặc là đường dây khác mua lương thực tinh, mà phân đến trong tay bọn họ thô lương trừ một phần trong đó có thể sẽ bị ăn sạch bên ngoài, còn lại nhiều bị dùng cho tiếp tế nông thôn thân thích, hoặc là chuyển tay bán đi. Mặc dù bây giờ quốc gia đã mở ra tư nhân mua bán, nhưng tại phiếu phiếu thời đại, muốn đại lượng mua lương thực vẫn là một kiện chuyện phiền phức, giảng tay một không có nhân mạch hai không có sung túc tài chính, liền đem mục tiêu đặt ở đám người này trên thân, nửa ngày xuống, hắn chạy ba cái gia chút viện, hoa 17 khối tiền, mua gần hơn 200 cân thô lương, những cái này thô lương nhiều lấy cao lương, kiều mạch, mạch phu làm chủ, làm xong những cái này, giảng tây không có nghỉ ngơi, mà là mang theo những cái này lương thực đi hải thị xung quanh nông thôn, cùng trong thành tương phản. Tại trước mắt sinh hoạt trình độ còn không tính đặc biệt dư giả nông thôn, dân chúng bình thường còn không phải đặc biệt bỏ được rộng mở bụng ăn lương thực tinh nông thôn có cùng trong thành khác biệt lúc này còn có công xã cùng đội sản xuất từng nhà khẩu phần lương thực đều dựa theo đầu người cùng công điểm phân phối thường thường một năm phân cái một đến hai lần thô lương làm chủ lương thực tinh làm phụ mà những cái này lương thực tinh đều sẽ bị cẩn thận bảo tồn chỉ ở trọng yếu ngày tết mới có thể lấy ra tại một chút trong nhà hài tử nhiều lại thiếu khuyết trọng yếu sức lao động trong gia đình thường thường sẽ xuất hiện lương thực không đủ ăn hiện tượng, cái này gia đình liền càng thêm không nỡ ăn lương thực tinh, thường thường chọn dùng lương thực tinh đổi lấy càng nhiều thô lương. Giảng Tây mang theo những cái này thô lương đi nông thôn, quả nhiên nhận nhiệt liệt hoan nghênh, rất nhanh, hắn dẫn đi hơn 200 cân thô lương thuận lợi hối đoái thành hơn 170 cân lương thực tinh. Đến lúc này một lần, chờ Giảng Tây trở lại nội thành lúc, đã là hơn 9 giờ đêm sự tình, hắn chưa có trở về Giảng Gia, mà là đi cùng giảng gia có một hai ngàn mét lộ trình một cái khác nhỏ, sau đó tại một tòa hơi có vẻ cũ kỹ lầu nhỏ trước phòng dừng lại. Năm ngày trước, hắn ở đây thuê một gian căn phòng nhỏ, gian kia phòng ở là nhà này lầu nhỏ chủ nhân dựng trong sân, diện tích không lớn, vốn là làm khố phòng sử dụng, chỉ là về sau cái này lầu nhỏ chủ nhân bị công khai xử lý tội lỗi, đưa đi nông thôn nông trường cải tạo lao động, căn này trong tiểu lâu phòng ở cũng bị phân cho cái khác nhà máy nhân viên về phần gian viện tử này bên trong độc lập gian phòng bởi vì diện tích quá nhỏ tạm thời bỏ trống xuống dưới trước đây không lâu lầu nhỏ chủ nhân bị sửa lại án xử sai nhà này lầu nhỏ cũng bị trả về cho nguyên chủ nhân chỉ là nguyên bản ở tại nơi này trong tiểu lâu mấy gia đình kia không chịu chuyển tại chính phủ điều giải một chút những cái kia ở tạm tại lầu nhỏ người cần mỗi tháng cho nguyên chủ nhân tương ứng tiền thuê thẳng đến bọn hắn chỗ nhà máy cho bọn hắn an bài tốt phòng mới mới thôi nguyên chủ nhân tán thành cái này xử lý phương án, hắn cũng không nghĩ ở tại trong viện này, dứt khoát tại dọn đi nhi tử ở không ở trước đó, đem còn lại căn này phòng nhỏ cho thuê giảng tây, bởi vì gian phòng nhỏ, chỉ có 8 chừng năm thước vuông, tăng thêm vốn là dùng để làm khố phòng, gian phòng bên trong lộ ra dơ giấy bẩn thiểu cũ kỹ, bởi vậy chủ phòng người mỗi tháng chỉ lấy giảng tây hai khối tiền tiền thuê nhà. Tại thanh niên trí thức về thành triều bộc phát về sau, hải thị phòng ở nghiêm trọng khang hiếm, số lượng không nhiều tư nhân nơi ở gần như hết thảy đề cao tiền thuê, tại tạm thời không có cách nào đem nông thôn thê nữ tiếp trở về tình huống dưới, giảng tây tự nhiên là lựa chọn thuê rẻ nhất phòng ở. Hắn mở ra gian phòng cửa nhỏ, bên trong sớm đã bị hắn thu thập xong, gian phòng mặc dù nhỏ, lại hết sức sạch sẽ gọn gàng. Một tấm chồng chất giường bởi vì chủ nhân còn chưa vào ở tạm thời bị gãy lên chồng chất tại bên tường, gian phòng bên trong còn bày biện một cổ xe đẩy phía trên đặt vào giảng tây ba ngày trước đặc biệt tìm thợ rèn chế tạo một hệ liệt công cụ hắn đem lương thực phóng tới xe đẩy phía dưới lại dùng bao bố đem những cái kia lương thực đắp lên làm sơ che lấp làm xong đây hết thảy giảng tây mới từ chỗ này rời đi hơn nửa đêm ngươi đệ làm ầm ĩ cái gì a à? từ phượng một mực không ngủ nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh tức giận nhéo nhéo một bên trượng phu cái gì làm ầm ĩ ai làm ầm ĩ a giảng đông ngủ gắt gao bị thê tử vặn lúc này mới tỉnh lại chỉ là giảng tây hơn nửa đêm trở về vốn là thả nhẹ động tác trừ vừa mới chốt mở cửa lúc không thể tránh né sẽ phát ra trục xoay trường kỳ không có bên trên dầu tư âm thanh bên ngoài liền không còn có cái khác tiếng vang giảng đông lúc này tỉnh lại tự nhiên thanh âm gì đều không có nghe được còn không phải ngươi đệ hơn nửa đêm nhiễu người thanh mộng hắn không phải cầm tiền sao đến cùng lúc nào dọn ra ngoài a à. ta cho ngươi biết giảng đông nhà này phòng ở là thuộc về chúng ta lão tam cái này mười mấy năm qua cũng không có ở cha mẹ trước mặt tận quá hiếu, dựa vào cái gì hiện tại trở về cùng chúng ta tranh tài sản, ngươi cho ta thêm chút tâm đi, tuyệt đối đừng bị ngươi người đệ đệ kia hống đi qua, từ phượng đối trượng phu hung tận nói, ô, một bên ngủ say nhỏ khuê nữ kém chút không có bị đánh thức, ta biết, tiểu đệ không phải chuẩn bị chuyển sao, đi, ngủ đi, đừng đem hài tử đánh thức, ngày mai còn phải đi học đi làm đâu, nói phòng ở. Giảng Đông cũng thanh tĩnh một chút, mặc dù rất xin lỗi tiểu đệ, nhưng hắn ý nghĩ cùng thê tử là đồng dạng. Bọn hắn cuối cùng đã không phải là đã từng có một cái bánh bao đều muốn phân ra ăn ngon huynh đệ, hắn có thê tử hài tử, có tiểu gia đình, đệ đệ cái gì, liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Giảng đông trả lời để từ phượng rất hài lòng, nàng không còn vô cớ gây rối, ngáp một cái, ngủ thật say. Một bên khác, giảng lão đầu và miêu lão thái cũng đang nghe lầu dưới động tĩnh. cha hắn, Ngươi nói chúng ta thật muốn để lão tam dọn ra ngoài sao, bởi vì giảng tây không có về nhà, miêu điện lật qua lật lại ngủ không được, thẳng đến nghe xuống lầu dưới tiếng đóng cửa, mới dần dần có chút bối rối, chuyển đi, đến lúc đó, ngươi cho lão tam lấy chút tiền, chúng ta làm phụ mẫu, xác thực có lỗi với hắn. Giảng đóng lương trầm mặt một hồi rồi nói ra, ta suy nghĩ, lão tam hẳn là oán chúng ta, dù sao bọn hắn ba huynh đệ, liền hắn một cái hạ hương, chịu không ít khổ đầu hài tử trong lòng sinh oán, tương lai sẽ còn thực tình hiếu thuận bọn hắn sao? Giảng đống lương mười phần hoài nghi, chúng ta đã nói xong, muốn cùng lão đại một nhà quá, hiện tại lão đại nàng dâu rõ ràng không quen nhìn lão tam, mà lại trong nhà xác thực cũng không đủ lớn, xây ban bọn hắn cũng đến cùng cha mẹ chia phòng ngủ niên kỹ, cũng nên cho bọn hắn đưa ra địa phương tới. Giảng đống lương thuyết phục miêu điền, cho dù là phụ mẫu, cũng sẽ bất công, cũng có tự tư một mặt, vợ chồng bọn họ hai thiên đại chính là đại nhi tử giảng đông so sánh với nhau lão tam giảng tây chính là có thể hy sinh tồn tại miêu điền thở dài không nói gì hiển nhiên là ngầm thừa nhận giảng đống lương sáng sớm hôm sau tại từ phượng xuống lầu chuẩn bị bữa sáng trước giảng tây đã thu thập xong hành lý của mình hắn đồ vật cũng không nhiều tổng cộng hai túi bốn mùa quần áo đều là hắn từ nông thôn khi trở về mang theo lúc này hắn đem mình đồ vật đều thu thập xong chỉnh lý xong bao phục ngay tại cổng đặt vào ngược lại là giống hắn ngày đầu tiên khi trở về tràn cảnh ăn điểm tâm thời điểm giảng tây nói mình đã tìm xong phòng ở đồng thời chuẩn bị hôm nay liền dọn đi không có một người ngăn cản chuyện này cũng liền như thế định ra ngưu chi thư các ngươi đội cái kia gọi giảng đang tiểu cô nương đâu hôm nay làm sao không thấy được hắn kìm đông tỉnh cái nào đó đội sản xuất một người mặc lục quân tra người đưa thư tại sau khi nhìn quanh một vòng tò mò tìm đội sản xuất bí thư chi bộ thăm dò được dĩ vãng tiểu cô nương này không phải mỗi ngày đều tại thôn cổng chờ lấy hắn sao hôm nay tại sao không có xuất hiện đâu thua thiệt hắn còn vì cái sọc bên trong kia một phong thư cao hứng hơn phân nửa tuất nguyên vốn còn muốn ngay lập tức đem lá thư này cho nàng đâu giản đang đứa bé kia không dễ dàng a à. ngưu chi thư cảm thán một tiếng sau đó nghi hoặc nhìn về phía người đưa thư tôn đồng chí ngươi tìm giảng đang làm cái gì nàng đợi tin đến ngươi nhìn từ hải thị gửi tới, gửi thư người gọi giảng tây, địa chỉ chính là các ngươi đội sản xuất, người nhận thư là Lam Tú cùng giảng đan, người đưa thư xuất ra một phong thật dày thư tính, hắn sợ tin mất đi, để tiểu cô nương kia thất vọng, làm xong lúc ngủ đều đem nó thả dưới cái gối gối lên đâu, cái gì, ngươi nói cái gì, giảng tây gửi thư, xoạch một tiếng, ngư chi thư trong tay thuốc lá sợi thương đều rơi trên mặt đất. Khi biết độc tử không phải không muốn Lam Tú các nàng hai mẹ con sao, Bằng không cũng sẽ không thời gian dài như vậy không viết phong thư trở về, lúc này giảng tây hướng trong thôn gửi thư, nên không phải sách ly hôn đi, ngư chi thư tâm chìm xuống, hận không thể đem giảng tây tiểu tử kia đầu vặn xuống tới xoa hương, tế điện hắn chết đi lương tâm, chương không bốn thanh niên trí thức về thành bốn giảng tây gửi thư. Ai u uy, vậy nhưng thật sự là một chuyện thật tốt a à, ta đây sẽ gọi người đi, đại đội bộ cơ quan bên ngoài một cái thân hình nở nang tay nữ nhân nâng quỳ hoa tử, khóe miệng còn kề cận một mảnh vỏ hạt dưa, đầu ghé vào cơ quan cửa gỗ bên trên, đang nghe bên trong đại đội trưởng gào thét về sau, lúc này ánh mắt sáng lên, treo cuốn họng nói, người này gọi là từ xảo trĩ, sở dĩ sẽ có danh tự như vậy, là bởi vì cái này nữ nhân ở vẫn là cô nương thời điểm chính là nát mồm mép, bất luận nhà nào sự tình tại trong miệng nàng quá một đạo, kiểu gì cũng sẽ biến tư vị, có tiếng yêu gây sự. Bởi vì miệng xấu, đội sản xuất bên trong trường một chút đồng dạng yêu đạo nhân không phải là bà nương, không ai nguyện ý cùng nàng giao hảo, thế nhưng bởi vì miệng nàng xấu, người khác tùy tiện không dám đắc tội nàng, sợ bị nàng bố trí cố sự, từ xảo chủy đời này tạo không ít khẩu nghiệp, nhưng cũng không có tạo cái gì báo ứng, tương phản, vận khí của nàng để người bên cạnh đều cảm thấy đỏ mắt, bởi vì yêu đạo nhân không phải là... Từ xảo trủy tại vẫn là cô nương thời điểm thanh danh liền không tốt, đến mức một mực kéo tới 21 tuổi cũng không tìm được nhà chồng, không có cái kia gia đình nguyện ý cưới như thế một cái quái nhà tin trở về, mà người từ gia cũng thực sự chịu đủ cái này khuê nữ, tại không thể nhịn được nửa tình huống dưới, cho nàng nói định một cái không làm sản xuất tên du thủ du thực cả. 6 năm trước, cái kia tên du thủ du thực đột nhiên phát đạt, tiến trên trấn cách ủy hội, đi theo một đám người làm xét nhà làm công khai xử lý tội lỗi, trong nhà thời gian toàn gia náo nhiệt lên cũng không gặp từ xảo chủy xuống đất làm qua sống, nhưng nhà nàng cho tới bây giờ cũng không thiếu ăn uống, đến mức từ xảo chủy có nhiều thời gian hơn tiêu vào bát quái trong chuyện này, cái gì? Lam tú nàng nam nhân đến tin, không phải nói nàng nam nhân không cần nàng sao, lúc này đại đội bộ trước sân phơi gạo bên trên còn có không ít nữ nhân ở giấy gián hộp, nghe được từ xảo chủy, vội vàng bu lại, đúng vậy a, à, đều đi hơn ba tháng. Trước khi đi nói xong muốn tới tiếp các nàng hai mẹ con cùng nhau đi trong thành, đều lâu như vậy, ở giữa một điểm động tĩnh đều không có, nhất định là chạy, cũng thế, người ta là người trong thành, năm đó không có cách tại chúng ta chỗ này lấy vợ sinh con, hiện tại về trong thành, đương nhiên phải tìm môn đăng hộ đối, tìm ta nói a, à, là Lam Tú mình vờ ngớ ngẩn, lúc trước mẹ nàng cho nàng nhìn nhau nhiều như vậy tốt, nàng hết lần này tới lần khác tìm một cái lư phẫn viên sáng bóng, nói chuyện lão thái thái trong ngôn ngữ đối Lam Tú có nhiều khinh thường chỉ vì lúc ấy nàng cho con của mình nhìn trúng còn chưa nói thân cô nương, chỉ là Lam Tú hết lần này tới lần khác coi trọng không thể làm sống thanh niên trí thức giảng Tây, cái này khiến bao che khuyết điểm lão thái thái ở trong lòng ghi hận nàng thật lâu, lúc này Lam Tú bị người đồng tình, bị người chế dẻo, lão thái thái trong lòng không biết cao hứng bao nhiêu đâu, viết thư trở về cũng không có nghĩa là cái gì. Trước đó chúng ta sát vách bảy đại đội liền có một cái về thành nữ thanh niên trí thức cho nàng cái kia nông thôn nam nhân gửi quá một phong thư, chẳng qua viết thư trở về là vì ly hôn, làm cho nam nhân đừng đi trong thành tìm nàng, các ngươi nghĩ a, à, giảng tây đi hơn 3 tháng mới viết thư trở về, có thể là báo tốt đến, chỉ sợ cùng bảy đại đội cái kia nữ thanh niên trí thức đồng dạng, cũng là vì cùng Lam Tú ly hôn đâu, từ xảo chủy lòng tin tràn đầy nói, đáng thương Lam Tú cùng nàng khuê nữ, còn không biết cái này sự tình đâu, không thành, ta phải đi qua an ủi một chút Tú Nhi. Từ xảo chủy trên mặt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, Năm đó Lam Tú tại không có lấy chồng lúc thanh danh so với nàng tốt, hiện tại làm gì, còn không phải bị nàng làm hạ thấp đi, cho nên a, à, nữ nhân ở làm khuê nữ thời điểm lại ưu tú đều không trọng yếu, trọng yếu chính là tầm mắt của nàng cùng số phận, ví dụ như nàng, cũng bởi vì tìm một cái nam nhân tốt, nửa đời sau đều muốn hưởng phúc, từng cái câm miệng hết cho ta, là ngại việc quá ít a, à. có phải là muốn để ta lại cho các ngươi thêm điểm. Ngưu Chi thư nghe được bên ngoài động tĩnh đi ra hắn nghe xong những nữ nhân kia nói chuyện khí niệm đều lệch ra nhất là ngươi từ xảo chủy, ngươi nữ nhân này suốt ngày mồm mép cột cột quản chuyện của người ta ngược lại là tích cực cũng không nhìn một chút nhà mình thế nào làm đội sản xuất quản lý giai cấp ngư chi thư đối với thế cục biến hóa càng hiểu hơn hiện tại cũng không phải sớm mấy năm cách vĩ hội kia giúp đỡ làm mưa làm gió niên đại từ xảo chủy nam nhân kia không có gì bản lĩnh thật sự còn tại những năm kia đã làm nhiều lần tán tận thiên lương sự tình đắc tội không ít người, nhà bọn hắn ngày tốt lành lập tức liền phải kết thúc, hết lần này tới lần khác từ xảo chủy nhìn không thấu, còn tại trong thôn bàn lộng thị phi, hắn nhưng nghe nói, từ xảo chủy nhi tử mang theo một đám không học tốt tiểu tử, trong thôn khi dễ dàng đang cái cô nương kia, ngưu chi thư mình liền đụng vào quá một lần, còn giáo huấn mấy tiểu tử kia dừng lại, chỉ tiếc, gia hầu tử nhóm không phục quản. Ngược lại bởi vì các đại nhân giáo huấn càng phát ra làm trầm trọng thêm, Ngưu Chi Thư lại năng lực, cũng quản không được một đám sáu bảy tám tuổi hài tử, chỉ có thể tại địa phương khác nhiều giúp đỡ giúp đỡ mẹ con các nàng, bằng không, giảng đang cũng lĩnh không đến các heo cỏ công việc, phần này sống mặc dù mệt chút, nhưng hài tử cũng miễn cưỡng có thể làm, cần gấp nhất chính là có thể lĩnh công điểm, hiện tại Lam Tú Mọc lên bệnh, trong nhà tiền hơn phân nửa đều tại giảng Tây về thành thời điểm bị hắn lấy đi, hiện tại hai mẹ con đều nhanh đói. Công việc này chí ít có thể làm cho hai mẹ con miễn cưỡng ăn no, thật tốt sống sót bí thư chi bộ, chúng ta đây không phải quan tâm Lam Tú hai mẹ con à. Từ xảo chủy hậm hực nói, nàng nam nhân để nàng gần đây thiếu đắc tội với người, bởi vậy từ xảo chủy cũng không dám cùng ngưu chi thư miệng. Ngươi nếu là có thể quản tốt con của ngươi, để hắn thiếu khi dễ giảng đang, liền xem như quan tâm Lam Tú các nàng hai mẹ con. Ngưu chi thư tức giận nói, cái này, ở đây không ít nữ nhân sắc mặt đều biến, đều nói phụ mẫu là hài tử lão sư, hài tử rất nhiều hành vi đều là từ phụ mẫu nói chuyện hành động trung học đến, trong thôn có một ít hài tử bướng bỉnh khi dễ chế dễ giảng đan, chỉ bởi vì các nàng những cái này đương gia dáng dấp ở nhà nói không ít có quan hệ lam tú mẫu nữ chuyện phiếm, cùng loại giảng đan cha nàng không muốn nàng, nàng là cái không ai muốn con hoang, hay là giảng đan là cái bồi thường tiền hàng, cách không được cha nàng bỏ được vứt bỏ các nàng hai mẹ con loại hình, bọn nhỏ học được, tự nhiên coi thường giảng đan. Coi nàng là diễn trò làm đối tượng, Ngưu Chi Thư lời nói này đem ở đây một nửa phụ nhân mắng đi vào, hết lần này tới lần khác mọi người cũng không thể nói Ngưu Chi Thư nói không đúng, chỉ có thể mặc lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt phiêu hốt né tránh Ngưu Chi Thư ánh mắt, bọn hắn vẫn là hài tử A, từ xảo chửi trung khí không đủ nói, giảng đan cũng là hài tử đâu. Ngưu Chi Thư lười nhát cùng những nữ nhân này lý luận, cầm trong tay hắn tin, hừ lạnh một tiếng, bước chân trầm trọng hướng Lam Tú nhà đi đến, từ xảo chửi mấy cái liếc nhau, kìm nén không được tò mò trong lòng, tại ngư chi thư rời đi một lát sau, lặng lẽ meo meo đi theo, Lam gia điều kiện không sai, trong nhà tổ truyền thợ một tay nghề, từ Lam tú tằng tổ bối bắt đầu ngay tại nơi đó có chút danh tiếng, để giành được không ít vốn liếng, đến Lam tú phụ thân thế hệ này, mặc dù không cho phép tư nhân mua bán, nhưng tại trong nhà có hài tử kết hôn lấy chồng thời điểm, vẫn sẽ có người mang theo trứng gà lương thực mời Lam tú phụ thân chế tạo ở không. Bởi vậy Lam gia sinh hoạt mười phần dư giả đến Lam Tú thế hệ này, chỉ có hai huynh muội người, cho dù Lam Tú là cái khuê nữ, đó cũng là thiên kiều trăm sủng nuôi lớn, chỉ tiếc, Lam Tú ca ca tư chất ngu dốt, không có học Lam Phụ một phần mười tay nghề, mà Lam Phụ lại tại tám năm trước bởi vì trúng gió qua đời, Lam gia thời gian lúc này mới ngày càng xa sút lúc trước Lam Tú lấy chồng thời điểm, bởi vì giảng Tây là thanh niên trí thức, trong thôn không có thuộc về phòng ốc của mình. Lam gia vợ chồng lại yêu thương khuê nữ, thế là mình lấy lại tiền, vì nữ nhi xây một cái tiểu viện tử, gạch xanh ngói xám, được không khí phái, đem trong thôn những cái kia vì nhi tử cưới vợ xây phòng ở đều cho làm hạ thấp đi, không biết trước lấy bao nhiêu cô nương cực kỳ hâm mộ. Duy chỉ có có một người đối với cái này bất mãn hết sức, đó chính là Lam Tú Đại Tẩu, dưới cái nhìn của nàng, dưới gầm trời này liền không có so với nàng công công bà bà càng hồ đồ vợ chồng, Lam Tú cũng là da mặt dày, một cái gã đi khuê nữ, thế mà thật có ý tốt tiếp nhận nhà mẹ để phòng ở cũng khó trách nàng lọt vào báo ứng, bị nam nhân vứt bỏ, chị dâu sẽ không hại ngươi, ta nói với ngươi gia đình kia, điều kiện thật đặc biệt tốt, Lam Dũng nàng dâu tập thanh thanh ở trên cao nhìn xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vẻ mặt thanh bạch, tiều tụy nằm ở trên giường cô em chồng, đối phương là cái người không vợ, điều kiện cùng ngươi không sai biệt lắm, người ta liền nghĩ tìm một cái tính tình dịu dàng, biết nóng biết lạnh nữ nhân. Hắn đằng trước cái kia bà nương cho hắn sinh bốn con trai, cũng có thể làm sống kiếm công điểm, ngươi cùng giảng đang gã đi, tuyệt đối sẽ không ăn đói mặt rách. Về phần bộ phòng này, ngươi chất tử đại bảo năm nay cũng 14 tuổi, chừng 2 năm nữa có thể nhìn nhau bà nương, cái này coi như là là ngươi cái này tiểu cô lễ vật, tương lai cho đại bảo làm phòng cưới. Tập thanh thanh tự quyết định, đem Lam Tú tương lai đều cho an bài tốt, chị dâu, giảng tây còn sống đâu, Lam Tú không lưu loát mở miệng, giảng tây lại không chết. Nàng làm sao liền cùng một cái người không vợ điều kiện tương tự, lại nói, người kia có bốn con trai tất cả đều có thể kiếm công điểm mang ý nghĩa nam nhân kia niên kỷ không nhỏ nàng chị dâu sao có thể mặc dạng mày dày nói một cái nửa chân đạp đến tiếng quan tài lão đầu điều kiện không sai người ta là sống thế nhưng là không muốn hai mẹ con nhà ngươi a à, a à, lam tú ngươi chẳng lẽ còn đang nằm mơ đi cảm thấy nam nhân của ngươi sẽ trở về mang ngươi cùng ngươi khuê nữ vào thành tập thanh thanh tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn che miệng ha 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 cười ai bảo ngươi bụng không cố gắng đâu, hết lần này tới lần khác sinh một cái bồi thường tiền hàng, ngươi nếu là giống như ta, có thể cho giảng tây sinh con trai, lúc này vì nhi tử, giảng tây cũng nên trở lại đón ngươi. Tập thanh thanh kinh bỉ nhìn xem cái này cô em chồng, nàng coi mình là thiên tiên không thành, cảm thấy bị nam nhân vứt bỏ còn mang theo một cái vướng víu mình có thể tìm tới một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đại tiểu hỏa đây, coi như giảng tây không quan tâm ta cùng đang đang đó cũng là hai mẹ con chúng ta mình sự tình ta có thể đem đang đang dưỡng tốt không cần người khác hao tâm tổn trí về phần gian viện tử này là năm đó cha mẹ cho ta tương lai ta cũng sẽ để lại cho đang đang chị dâu không cần đánh phòng này chủ ý lam tú bộ dáng dịu dàng tính cách lại phá lệ bướng bỉnh kiên cường bằng không lúc trước cũng sẽ không bởi vì thích giảng tây liền thăng thăng muốn gả cho hắn ai khuyên đều không dùng dạng này tính cách có đôi khi là cái chuyện xấu nhưng ở hiện dưới loại tình huống này lại là chuyện tốt, chí ít tính tình của nàng đủ cứng, không đến mức bị những cái kia đối với các nàng hai mẹ con, đối bộ phòng này nhìn chầm chầm người ăn sống nuốt tươi, nàng chỉ hận mình trước đó lấy lạnh, cái này bệnh đức quản vẫn luôn không thấy khá, tạm thời liên lụy nữ nhi, một cái tiểu nha đầu, ngươi đem chúng ta lão lam gia phòng ở cho bọn hắn giảng gia bồi thường tiền hàng, lam tú ta nhìn ngươi là bệnh hồ đồ đi, vẫn là giảng tây đem ngươi chơi thoải mái để ngươi ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Tập Thanh Thanh nói lời gọi là một cái ác độc. Lam tú khí thẳng ho khang, chỉ vào Tập Thanh Thanh mũi, xanh mặt để nàng lăng. Ta đã cùng người ta nói xong. Khoảng thời gian này người ta đại nhi tử kết hôn, trong nhà đang bận. Tháng sau hắn rút ra không đến liền sẽ tới nhà nhìn nhau. Ngươi liền đợi đến làm tân nương đi. Tập Thanh Thanh liền không tin. Trong nhà hai cái lão bất tử đều đã chết thẳng cẳng, còn có ai có thể che chở nàng? Lam tú có ở nhà không? Ngoài phòng. Ngưu Chi Thư dắt cuốn họng hỏi, tập thanh thanh thấy thế thay đổi sắc mặt, ở đây, nàng sửa sang vạt áo, dắt khóe miệng đi ra ngoài, lúc này giảng đan cũng cổng không cái cùi về nhà, nhìn thấy từ trong nhà ra tới mợ, đều không để ý tới còn đứng ở bên ngoài viện Ngưu Chi Thư, cùng cái con bê con giống như tiếng lên, thôi tán tập thanh thanh đùi, ngươi đi cho ta, nhà chúng ta không chào đón ngươi, nàng ghét nhất cái này mợ, mỗi lần tới đều sẽ nói một chút không lấy vui, hiện tại người người đều nói nàng cha không muốn nàng cùng nàng nương giảng đang sợ nhất chính là nàng nương cũng không cần nàng đối với cái này luôn luôn muốn một nàng nương tái giá mợ nàng tự nhiên hận không được có nương sinh không có cha giáo một điểm giáo dưỡng đều không có tập thanh thanh cũng không thích cô cháu gái này nhất là vừa mới lam tú còn nói muốn đem như thế rộng thoáng phòng ở để lại cho giảng đang cái này bồi thường tiền hàng làm sao nói đâu ngưu chi thư đem giảng đang kéo ra phía sau đang đang mẹ ngươi đâu cha ngươi gửi thư, hắn từ trong ngực móc ra một phong dúng gió tinh, đang trên đường tới, hắn đưa trong tay phong thư này nắm hồi lâu, do dự có phải là nên đem cái này phong khả năng viết đoạn tuyệt quan hệ thư tính giao cho Lam Tú các nàng hai mẹ con, nhưng càng nghĩ, bất luận trong thư nội dung tốt xấu, hắn đều không có thay người nhà làm quyết định đạo lý, thế là vẫn là đem tin đưa tới, cha ta, giảng đang mộng, ráng chống đỡ lấy đi tới cửa Lam Tú cũng mộng, chương không năm. Thanh niên trí thức về thành năm, Ngưu thư ký, ngươi nói đang đang ba nàng gửi thư rồi. Lam Tú nhìn xem Ngưu Chi Thư cầm trong tay lá thư này, không dám tin nói. Ây, ngươi nhìn, là từ Hải Thị gửi tới, gửi thư người giảng tay, không phải liền là đang đang ba nàng sao? Ngưu Chi Thư bén nhạy phát giác được trước khi hắn tới giảng gia không thoải mái không khí, đây hết thảy tự hồ cũng cùng Lam Tú đại tẩu tập thanh thanh có quan hệ, làm đội sản xuất người đứng đầu. Ngưu Chi Thư tự nhiên biết rõ đội sản xuất quê nhà tranh chấp, Lam Tú cùng đại ca đại tẩu một nhà quan hệ lãnh đạm, cũng từ bản thân nàng dâu miệng bên trong nghe nói qua tập thanh thanh cái này đại tẩu nhiều lần ở trước mặt người ngoài phàn nàng Lam Gia đã qua đời nhị lão bất công, lão hồ đồ, phàn nàng Lam Tú cái này cô em chồng da mặt dày, trong lòng ẩn ác ý, hống nhị lão cho nàng nữ nhi này phân nhiều như vậy gia sản loại hình. Ba tháng trước giảng Tây về thành, Lam Tú lại sinh một trận bệnh nặng, theo Lý Lam Dũng cùng tập thanh thanh đây đối với tiết kiệm thân đại ca thân đại tẩu hẳn là giúp đỡ một chút muội muội, nhưng xưa nay không gặp Lam Dũng trong đất lúc làm việc cho Lam Tú Phụ một tay, bây giờ không có làm huynh trưởng bộ dáng. Hôm nay tập thanh thanh bỗng nhiên tới cửa, Ngư Chi Thư cảm thấy, đối phương nhất định là kẻ đến không thiện, thật, thật là giảng tay, Lam Tú kích động tiến lên, nàng nhận biết chữ không nhiều, nhưng giảng tay hai chữ này, nàng vẫn là nhận ra lam phụ lam mẫu là trong thôn ít có yêu thương nữ nhi khai sáng phụ mẫu nhưng tại đọc sách trong chuyện này bọn hắn lại cùng rất nhiều tư tưởng phong kiến thế hệ trước đồng dạng cảm thấy đọc sách biết chữ là nam nhân chính là nữ nhân chỉ cần lo liệu việc nhà sẽ xảy ra hài tử cũng đã đầy đủ tăng thêm lam tú ra đời thời điểm hoa quốc khắp nơi đều là chiến loạn nàng đến đọc sách biết chữ niên kỷ hoa quốc vừa thành lập không lâu giáo dục lý niệm cũng không thể phổ cập đến cái này xa xôi nông thôn tại lấy chồng trước kia lam tú liền niệm qua mấy ngày xóa nạn mù chữ bang về sau bởi vì người trong thôn không hăng hái lắm xây dựng không đến bao lâu xóa nạn mù chữ bang cũng kết thúc lam tú tự nhiên không học có thể lên cùng lam tú khác biệt lúc kia tốt nghiệp trung học còn trải qua một năm cao trung giảng tây chính là một cái cao tài sinh tại vừa kết hôn đoạn thời gian kia hai vợ chồng trong mật thêm dầu giảng tây đã từng cầm lam tú tay tay nắm tay dạy nàng viết mình cùng tên của nàng Lam Tú chữ vẫn như cũ viết không tốt, nhưng giảng tây hai chữ này, lại tại kia mấy năm thật sâu ấn khắc tại trong đầu của nàng. Về sau, bởi vì cha mẹ tuần tự qua đời, giảng tây lại là một cái đang làm việc nhà nông bên trên không có cái gì thiên phú công nhân tử đệ. Lam Tú bị ép gánh chịu càng nhiều sinh hoạt gánh nặng, tự nhiên không có công phu cùng trượng phu học viết chữ, nhiều khi tan tầm trở về, lại làm xong đồ ăn, thanh tẩy hoàn toàn nhà quần áo về sau, Lam Tú chỉ muốn ngã đầu đi ngủ hai vợ chồng tình cảm cũng không bằng tân hôn lúc như thế ngọt ngào lam tú trong lòng mơ hồ rõ ràng trượng phu đối với mình từ bỏ biết chữ hành vi bất mãn hết sức hắn đại khái cảm thấy nàng cùng nông thôn tất cả cô nương không hề khác gì nhau nàng chưa có xem anna karenina không biết bơ là cái gì tại giảng tây nói muốn về thành thời điểm lam tú nhìn xem hắn cặp kia một lần nữa tỏa ra thần thái mắt nàng liền biết nếu như người đàn ông này đi có lẽ liền cũng sẽ không trở lại nữa trong thôn rất nhiều người đều cười nàng xuẩn liền cùng nàng giao hảo một chút tỉ muội cũng không thể lý giải cách làm của nàng biết rõ cả nước các nơi nhiều như vậy thanh niên trí thức về thành sau liền sẽ vứt bỏ nông thôn vợ con vì cái gì còn muốn bỏ mặt giảng tây rời đi kết hôn nhiều năm như vậy nàng chỉ biết giảng tây là từ hải thị đến thanh niên trí thức cha mẹ của hắn đều là công nhân nhưng nàng nhưng lại không biết giảng tây tại hải thị cái kia một chỗ không biết cha mẹ của hắn ở đâu cái nhà máy đi làm cho dù giảng tây tương lai thật ném vợ khí nữ, nàng thậm chí đều không có cách nào tìm tới người, để hắn cho mình một câu trả lời, nhưng là Lam Tú nghĩ đến, nếu như giảng tây có tâm, như vậy cho dù hắn về thành, cũng sẽ không quên các nàng hai mẹ con, nếu như hắn không có, mạnh như vậy lưu một cái tâm đều không tại cái nhà này nam nhân, thì có ích lợi gì đâu, những năm này, nuôi gia đình chủ lực vẫn luôn là Lam Tú, nàng cũng có lòng tin, tại giảng tây rời đi sau có thể đem nữ nhi chiếu cố tốt trên thực tế nếu không phải trước đó kia một trận bệnh, Lam Tú quả thật có thể giống nàng nghĩ như vậy làm được, chỉ là nàng sẽ cực khổ hơn thôi, nhưng là sinh hoạt chẳng phải như thế sao, ai cũng không thể cam đoan cuộc đời của mình chính là thuận buồm xuôi gió, đội sản xuất bên trong cũng có mấy cái mang hài tử quả phụ, nàng coi như cái kia ném vợ khí nữ nam nhân chết rồi, người ta quả phụ có thể nuôi sống con của mình, nàng cũng có thể nuôi sống mình nữ nhi. Thời gian qua đi hơn 3 tháng, Lam Tú trong lòng đã làm giảng tay cái này nam nhân không có, nhưng lúc này hắn thế mà gửi thư, để Lam Tú tâm cảnh có chút dao động, ngư thư ký, ngươi giúp ta nhìn xem, trong thư đều viết cái gì. Lam Tú trên mặt khi thì hiện lên chờ mong, khi thì lại có chút điểm khả nghi, trên tay phong thư này dường như càng phát ra phỏng tay, nàng trực tiếp đem tin đưa trả lại cho ngư chi thư, trong thôn không biết chữ nhiều người, ngư chi thư dạng này ít có đọc qua sách người liền thành đội sản xuất đọc thư viên trong nhà có thân thích tại ngoại địa cũng thường xuyên sẽ xin nhờ ngưu chi thư hỗ trợ viết thư thúc gia cha ta là không phải muốn tới tiếp ta cùng nương đi trong thành rồi giảng đang tay nhỏ bóc thành nắm đấm nàng không có chút nào hiếm có vào thành nàng chỉ là muốn biết cha nàng còn muốn hay không nàng cùng nương xoẹt tập thanh thanh ở một bên cười lạnh một tiếng liền này thì xui xẻo thôi rồi luôn hai mẹ con còn vọng tưởng vào thành làm người trong thành đây không phải nằm mơ à các ngươi chờ một chút ngưu chi thư mở ra tin nguyên bản trầm thấp biểu lộ khi nhìn đến trong thư nội dung sau giảng ra không ít tú tú ta vợ triển tinh tốt ngưu chi thư chậm rãi đọc lấy trong thư nội dung trồng rã ba trang tin nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn tại phong thư này bên trong giảng tây đầu tiên là nói rõ mình trong thành tình huống bởi vì không có tìm được công việc tăng thêm trong nhà phòng ở nhỏ ca ca chị dâu lại sinh chất tử chất nữ ở lại một cái hắn đã là miễn cưỡng muốn đem lam tú các nàng hai mẹ con tiếp nhận đi hiển nhiên là không thực tế, bởi vậy tại chi ba tháng trước, giảng tây một mực không biết nên làm sao hướng các nàng mở miệng, rõ ràng trước khi rời đi hứa hẹn muốn dẫn các nàng vào thành quá ngày tốt lành, kết quả lại phát hiện trong thành sinh hoạt cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, hắn ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, càng đừng đề cập nhường vợ nữ hưởng phúc, viết phong thư này thời điểm, hắn đã chuẩn bị từ trong nhà rời ra ngoài, trước tìm chỗ đặt chân, lại tìm một cái có thể kiếm tiền công việc hắn hy vọng Lam Tú cùng Đan Đan có thể lại cho hắn một chút thời gian, đến lúc đó, cho dù sinh hoạt vẫn như cũ không có khởi sắc, hắn cũng sẽ hồi hương một chuyến, hoặc là từ đây liền lưu tại nông thôn, hoặc là mang theo Lam Tú cùng giảng Đan vào thành, một nhà ba người cùng một chỗ phấn đấu, nói tóm lại, bất luận thời gian là khổ là ngọt, ba người đều là không thể tách ra, cùng lúc đó. Giảng Tây còn tại trong thư biểu đạt đối thê nữ tưởng niệm, hỏi Lam Tú trong nhà viện tử loại quyết phải chăng có thể ăn, hỏi giảng đang có hay không đem hắn dạy nàng những chữ kia cấp quên hắn làm sao ngốc như vậy a à? lam tú nhíu nhíu mày lại chỉ là bởi vì cảm thấy không thể giống hứa hẹn như thế dẫn các nàng vào thành hưởng phúc liền trọn vẹn hơn ba tháng không cùng trong nhà liên hệ lúc này còn nói từ cha mẹ hắn nhà dọn ra ngoài ở muốn tìm một phần việc làm hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh lam tú còn không rõ ràng lắm sao làm nhiều năm như vậy vợ chồng lam tú biết giảng tây thực chất bên trong là có chút thanh cao hắn đọc qua sách tại nông thôn này một đám mù chữ so sánh phía dưới càng cảm thấy mình tài trí hơn người trước đó thi đại học thất bại giảng tây đem mình trong phòng đóng ba ngày ba ngày này đồ ăn đều là lam tú đưa đến cổng né tránh sau hắn mới mở cửa lấy ăn như thế một cái sĩ diện người không phải công nhân cán bộ dạng này có mặt mũi có địa vị công việc hắn làm sao lam tú liền sợ nàng nam nhân đến chết vẫn sĩ diện đến lúc đó đụng đầu rơi máu chảy kỳ thật nàng căn bản liền không có thèm cái gì người trong thành thân phận trong thành thời gian không dễ chịu, giảng Tây hoàn toàn có thể trở về, tại nông thôn, bọn hắn có ruộng đồng, còn có giao hảo quê nhà thân thích giúp đỡ lẫn nhau sấn, thời gian tổng không đến mức gian nan đi nơi nào. Các ngươi nói, giảng Tây thật chuẩn bị đem mẹ con họ hai tiếp vào trong thành đi, giảng Tây cha mẹ hắn không phải công nhân sao, nghe nói trong thành công nhân phòng ở đều là đơn vị phân phối đến đâu, còn sầu ở không ra. Từ xảo chủy một đoàn người đàm luận nói, Nguyên bản các nàng còn cảm thấy giảng Tây viết thư trở về là vì cùng Lam Tú sách ly hôn, nhưng bây giờ tin vào bên trong nội dung, giảng Tây rõ ràng còn đối Lam Tú cái này nàng dâu cùng giảng đan cái này khuê nữ có tình cảm A, à, có ít người A, à, tâm cơ thật là sâu, từ xảo chuyển mắt thoáng nhìn, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nâng lên thanh âm, tại giảng gia bên ngoài viện treo lên, cũng là lúc này, Lam Tú mới chú ý tới nhà mình bên ngoài viện đứng một đám xem kịch vui nữ nhân, Tú muội tử, Nghe chị dâu một câu, tuyệt đối đừng bị nam nhân của ngươi lừa gạt, nếu là hắn thật sự có tâm, làm sao có thể ba tháng trước một điểm động tĩnh đều không có, lúc này bỗng nhiên cho ngươi gửi thư rồi. Ta nhìn A, à, sợ không phải hắn khoảng thời gian này muốn làm chuyện trọng yếu gì, đặc biệt đến một phong thư muốn ổn định ngươi, để ngươi không muốn trong khoảng thời gian này đi hải thị tìm hắn. Từ xảo chủy treo cuốn họng nói nói, ta xem chừng, hắn có thể muốn cùng trong nhà người nhìn trúng trong thành cô nương kết hôn khoảng thời gian này đem ngươi ổn định người ta lãnh giấy hôn thú ngươi lại đi trong thành náo đó chính là ngươi chân đứng không vững trái tim của người đàn ông này quá xấu ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt nông thôn địa phương không thể lĩnh chứng đây cũng là rất nhiều thanh niên trí thức có thể thuận lợi rời đi nguyên nhân một trong rất nhiều thanh niên trí thức rời đi sau tái hôn cũng bởi vì tái hôn lãnh giấy hôn thú cho dù hắn tại nông thôn có việc thực hôn nhân nông thôn một nửa khác cũng rất khó chiếm được công đạo thường thường là đều thối lui một bước, cho ít tiền trấn an xuống tới. Đương nhiên, cũng có người không thèm đếm xỉ náo, chỉ là thanh niên trí thức bên kia thân bại danh liệt, một bên khác không có người, liền kinh tế đền bù cũng không có, thật sự là đã thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm. Ai u, từ muội tử thật là thông minh, ta nói sao, những lời này làm sao nghe được là lạ, cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này trong thư cái gì cũng không nói a. À giảng tây không phải liền là cầm những lời này dỗ dành tú nhi chơi sao để tú nhi đợi thêm hắn tầm năm ba tháng sau đó lại không trở lại đây không phải là chậm trễ tú nhi thanh xuân sao tập thanh thanh che miệng ánh mắt đồng tình nhìn xem một bên cô em chồng chỉ là nàng đáy mắt vui cười ý vị quá nồng cùng nàng muốn biểu hiện ra ngoài hiền lành trưởng tẩu hình tượng trái ngược các ngươi nói bậy, cha ta nói hắn sẽ trở về giảng đang hướng về phía những cái kia nát miệng nữ nhân quát ai đáng thương hài tử a tuổi còn nhỏ liền không có cha. Ai nói không phải đâu, thua thiệt đứa nhỏ này còn tin tưởng cha nàng sẽ trở lại đón tiếp nàng đâu. Đáng thương cái gì a? À? tuổi còn nhỏ liền dám dạng này cùng trưởng bối nói chuyện, đồ mất dạy, nhà ta sự tình, không cần đến mấy vị chị dâu nhóm nhọc lòng, đã giảng tay nói hắn sẽ trở về, ta liền tin tưởng hắn sẽ trở về. Lam Tú trong lòng đối giảng tay dân lên điểm kia lòng tin, bởi vì từ xảo chủy cùng tập thanh thanh những lời kia lần nữa dao động, nàng biết những nữ nhân này không có lòng tốt, nhưng lại vẫn là không chịu được dạng này châm ngòi. Nhưng lúc này Lam Tú không thể để cho người khác nhìn mình cùng nữ nhi trò cười, mặc kệ người khác tin hay không, nàng đều phải biểu hiện ra tin tưởng vững chắc không dời dáng vẽ tới. Được rồi, tất cả giải tán đi, có công phu quản chuyện nhà của người ta, trước tiên đem nhà mình thời gian quá minh bạch đi. Ngư Chi Thư lắc lắc tay, khí trống trống đuổi những cái này nói không nên lời lời dễ nghe nữ nhân rời đi, nhìn đủ náo nhiệt, đám nữ nhân này tích lũy đủ một bụng cùng người khác chia sẻ, tự nhiên cũng không hứng thú ở chỗ này, nhìn thấy ngưu chi thư nổi giận, quệt miệng rời đi, ngươi A, à, vẫn là cam chịu số phận đi, tập thanh thanh vĩnh vĩnh lên miệng, nhìn xem Lam Tú cẩn thận gấp gọn lại bỏ vào trong phong thư kia mấy trương giấy viết thư, trong lòng có chút kinh thường, đang nói xong mấy câu nói đó về sau, lắc mông rời đi, nương cho ngươi nóng khoai lang, chúng ta trở về phòng ăn cơm, Lam Tú rủ xuống mắt, Tại đối đầu nữ nhi ánh mắt dò xét lúc cười một tiếng, sờ sờ đầu của nàng, dẫn nữ nhi trở về phòng. Đinh cặn bả giá trị 3, trước mắt cặn bả giá trị 76, cho tới bây giờ đến cổ thân thể này bên trong sau liền biến mất hệ thống xuất hiện lần nữa. Ngay tại chuẩn bị tài liệu giảng tây ngẩn người, tính thời gian, thư của hắn cũng nên gửi đến. Lá thư này mặc dù không thể hoàn toàn tẩy trắng nguyên thân cái này hơn 3 tháng đối nông thôn vợ con chẳng quan tâm hành vi. Nhưng cũng không đến nỗi tăng trưởng cặn bã giá trị a, giảng Tây có chút đầu trọc, lần thứ nhất làm nhiệm vụ hắn hoài nghi có phải là hệ thống xuất hiện bug, bằng không, nguyên thân cặn bã chỉ số làm sao lại tại hắn đi vào sau không giảm trái lại còn tăng đâu, chẳng lẽ hắn có làm cặn bã tiềm chất. Năm hảo thiếu niên giảng Tây online phát run, chương 06, thanh niên trí thức về thành 6, mời túc chủ nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, một khi cặn bã giá trị đạt tới hạn mức cao nhất 100 hoặc là tại trong vòng thời gian quy định không có đem cặn bả giá trị tiêu trừ đến tuyến hợp lệ trở xuống, thì lần này nhiệm vụ thất bại, túc chủ sẽ bị hủy diệt. Một cái viên cầu trôi nổi ở giữa không trung, đỉnh một đạo hoành điều lộ ra u lam tia sáng, tựa như là viên cầu mắt đồng dạng. Viên này mang theo chủ nghĩa siêu hiện thực sắc Thái viên cầu chính là cùng giảng Tây ký kết khế ước, số hiệu 5555 cạn bả tẩy trắng hệ thống, tên như ý nghĩa. Giảng Tây nhiệm vụ là tẩy trắng từng cái trong thế giới nhiệm vụ mình phụ thân thân thể kia chủ nhân, đem đối phương cặn bã giá trị giảm xuống tại hệ thống quy định tuyến hợp lệ 20 trong vòng, cặn bã giá trị càng thấp, giảng Tây có thể cầm tới điểm tích lũy càng cao, nếu như tại nguyên thân cố định tuổi thọ kết thúc trước đó, giảng Tây cũng không thể đem cặn bã giá trị giảm xuống tại cái này tuyến hợp lệ trở xuống, hắn sẽ hoàn toàn biến mất ở thời điểm này bên trong, mất đi cơ hội luân hồi cặn bã giá trị đánh giá tiêu chuẩn đến từ hắn phụ thân thân thể người bên cạnh đối với hắn đánh giá giảng tây đã từng đối với cái này ông lấy lo nghĩ nếu như một người là người tốt bởi vì ngăn cản người bên cạnh làm chuyện xấu mà bị người kia ghi hận đối phương đối nguyên thân ác ý đánh giá có thể hay không đồng dạng dẫn đến cặn bã giá trị gia tăng cũng may hệ thống có một bộ chính xác đo đạt phương thức nếu là cặn bã giá trị như vậy chán ghét nơi phát ra nhất định là dựa theo xã hội đạo đức cùng pháp luật bình phán nói cách khác những cái kia chỉ vì lẫn nhau lợi ích tranh chấp hoặc là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà tạo thành đánh giá quá thấp cũng sẽ không ảnh hưởng cặn bã giá trị bình phán chỉ có người bên cạnh thật cảm thấy đạo đức của ngươi trình độ thấp dưới làm việc phạm pháp loạn kỷ cương của thân thể kia cặn bã giá trị mới có thể lên cao hiện tại giảng tây cặn bã giá trị đột nhiên lại tăng lên ba phần có lẽ là bởi vì người bên ngoài lại một lần nữa hiểu lầm hắn gửi về nhà lá thư này tạm thời còn chưa từng có nhiệm vụ trải qua giảng Tây chỉ có thể cảm thấy như vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa, giảng Tây nghiêm túc nói nói, ta tự có kế hoạch của mình, nhìn xem tân nhiệm túc chủ định liệu trước bộ dáng, viên cầu bên trên lam Quang lấp lóe. lăm làm tại túc chủ lúc thi hành nhiệm vụ hệ thống phụ trợ, cũng không thể xen vào túc chủ hành vi, nếu không phải thế giới này là giảng tây chấp hành nhiệm vụ thứ nhất, còn tại tân thủ bên trong, vừa mới 5.555 điểm nhắc nhở đã làm trái hệ thống thao tác quy phạm điều lệ, hoàn thành thế giới đế nhiệm vụ có cơ sở điểm tích lũy 500 điểm, dựa theo hoàn thành đẳng cấp cho khác biệt ban thưởng điểm tích phân, điểm tích lũy đến 1.000 điểm, thì nhưng khởi động hệ thống thương thành, nói xong, 5.555 lần nữa hư hóa, biến mất ở giữa không trung, giảng tay nhìn xem mình nhiệm vụ bản bên trên biểu hiện đang tiến hành bên trong nhiệm vụ, cùng cái kia đen trắng hệ thống thương thành biểu thị. Trong lòng đối với cái này thần thông quảng đại hệ thống mua bán thương phẩm hết sức tò mò, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là hiếu kỳ cái này thời điểm, dù sao hắn chỉ là một cái liền một điểm tích phân đều không có tiểu thái điểu, hoàn thành nhiệm vụ trước mặt mới là hắn hiện tại cần nhất quan tâm sự tình, giảng tay tăng tốc động tác trên tay, tại thu thập xong tất cả vật liệu về sau, đẩy xe đẩy nhỏ hướng hải thị hiệu quả và lợi ích tốt nhất nhà máy một trong, hải thành đồng hồ xưởng đầu năm nay đồng hồ thế nhưng là xa xỉ phẩm nhất là nổi tiếng cả nước Hải Thành bài đồng hồ, quả thực là có thể so với nhân dân tệ cùng hoàng kim đồng tiền mạnh, bởi vì đồng hồ cần bằng phiếu mua nguyên nhân, một khối tại trong thương thành bán 2, 300-100 khối tiền Hải Thành bài đồng hồ tại chợ đen bên trong thậm chí có thể bán đến 4,500 khối tiền, cứ như vậy, vẫn còn có tiền mà không mua được trạng thái, tại dạng này trong nhà xưởng đi làm, công nhân tiền lương trợ cấp tự nhiên không thấp ra vào nhà máy nam công nhân phần lớn mặt sạch sẽ gọn gàng lam đồ lao động, không ít cán bộ lãnh đạo giống như nhân vật mặt ủi bổng chỉnh tề, mang theo lưu loát điệp ngấn áo sơ mi trắng cùng kiểu áo tôn trung sơn, nữ công mọi người thì là mặt cải tiến khoảng kiểu nữ Lê Ninh Trang, chân đạp lau chùi sáng người nhỏ dày da, từng cái quan vinh xinh đẹp, mang trên mặt một chút ngạo khí, đều lấy mình có thế ở đồng hồ đeo tay xưởng đi làm làm vinh. Quốc hữu nhà máy cơ bản đều có căng tin, nhân viên lương thực quan hệ ngay tại trong tràng, một ngày ba bữa đều có thể ở trong xưởng giải quyết lúc này vẫn chưa tới giờ làm việc đồng hồ xưởng ra vào công nhân tốt năm tốt ba lớn nhất biển người còn chưa từng đến mặc dù đồng hồ xưởng có căng tin nhưng lúc này nhà máy bên ngoài vẫn như cũ bày một cái quầy hàng bán là gian chiếc thế hệ này tên quà vặt mai hoa cao bình thường sớm một chút trong phòng ăn liền có bởi vì nhà máy tài chính phụ cấp nguyên nhân giá cả 10 phần lợi ích thực tế đầu năm nay hộ cá thể căn bản là không có biện pháp tại giá cả bên trên thắng nổi những cái này căng tin, bởi vậy muốn ở thời điểm này làm thực phẩm sinh ý, đầu tiên phải cam đoan mình bán đồ vật đầy đủ mỹ vị lại có đặc sắc, tỉ như mai hoa cao, mặc dù là tương đối nổi danh quà vặt, nhưng bởi vì tác pháp tương đối phức tạp nguyên nhân, nhà máy căng tin căn bản cũng không cung cấp, bởi vậy mỗi sáng sớm quầy ăn vặt sinh ý đều 10 phần không sai, một mau tiền một cái mai hoa cao, mới vừa buổi sáng có thể bán 3-40 cái ngày kế trừ bỏ chi phí cũng có thế kiếm cái một khối tiền trái phải một tháng qua kiếm được tiền so nhà máy lúc không giờ công nhiều là cái con số không nhỏ giảng tây tại làm giai đoạn trước khảo sát thời điểm từng mua qua một cái mai hoa cao nếm thử nói thật hương vị cũng không phải là đặc biệt sáng chói nếu như đối phương có thể đem mai hoa cao hương vị tăng lên lượng tiêu thụ nhất định sẽ biên độ lớn tăng lên chẳng qua đó cũng là chuyện của người ta đầu năm nay cũng không có gì quầy hàng phí thuyết pháp giảng tây đem mình quà vặt xe đỡ tại nhà máy đại môn một bên khác sau đó vùi đầu chuẩn bị lên hắn muốn bán là hắn kia tay tuyệt học thủy tiên bao thủy tiên bao mặt cùng hãm liêu là sớm chuẩn bị tốt thủy tiên bao cùng bánh bao hấp khác biệt dùng chính là lên men mặt giảng tây chuẩn bị mì vắt đã lên men 2 đến 3 giờ mì vắt đầy đủ tràn đầy xỏa tung về phần hãm liêu trở ngại lúc này con tin khó được giảng tây chuẩn bị chính là cải trắng thịt ba chỉ nhân bánh cải trắng chiếm đa số thịt ba chỉ lên gia vị tác dụng. Đây là giảng ma ma dạy cho giảng tây độc môn tay nghề, bởi vì kinh tế khẩn trương, cái kia hiền lành hòa ái lão thái thái luôn yêu thích nghiên cứu dùng rẻ nhất nguyên liệu nấu ăn làm ra vị ngon nhất đồ ăn khiếu môn. Giảng tây tại giảng ma ma dạy hắn thực đơn cơ sở bên trên lại cải tiến một phen, tại hãm liêu bên trong tăng thêm hành thái, gừng mạc, rượu gia vị, xì dầu, muối ăn, lại tăng thêm một chút nhỏ mài dầu vừng sách hương những cái kia nhỏ mài dầu vừng là hắn từ vùng ngoại thành nông hộ nơi đó mua được dùng tươi mới hạt vừng quả hạch ép thành mùi thơm nồng đậm vượt xa cung tiêu xả đại lượng bán ra dầu vừng trừ cái đó ra giảng tây còn tại hãm liêu bên trong gia nhập một chút thịt đông lạnh thay thế nguyên bản cần thêm ở bên trong thanh thủy hắn đem thịt liên xưởng không cần con tinh liền có thể mua được vụn vặt xương cốt cùng hương liệu một khối nấu chín thẳng đến chịu ra chất keo chờ đợi xương canh ngưng kết thành đông lạnh sau đem nó cùng hãm liêu quấy dạng này thủy tiên bao có thể càng thêm mùi thịt nồng đậm, tươi non nhiều chất lỏng. trước khi tới, giảng tây đã đem thủy tiên bao gói kỹ, hắn động tác nhanh nhẹn đem mập mạp bánh bao vuông vứt đặt ở chuyên môn mời thợ rèn chế tạo hình tròn cái chảo bên trên. lúc này cái chảo bên trên đã soát một lớp mỏng manh dầu hạt cải, sau đó nhóm lửa, đem nồi đặt ở lò than bên trên, lại đi trong nồi đổ vào thanh thủy, làm thanh thủy không có quá thủy tiên bao vị trí giữa. tại hải thị, sinh sắc vẫn là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Giảng tay làm thủy tiên bao bộ dáng cùng sinh sắc tương tự, không bao lâu, sạp hàng bên cạnh liền vây một đám người, sinh sắc ăn ngon mọi người liền biết, đáy mặt sốt giòn hương, bên trong hãm tươi ngon, đầu năm nay mọi người đều thích ăn trọng dầu đồ vật, mà sinh sắc mang theo bánh tráng dầu, lúc này nhìn thấy giảng tay động tác, mọi người trong bụng thèm trùng đều bị cong lên, trong nồi nước sắp bị hơ cho khô thời điểm, giảng tay a điều tốt hồ dáng, thủy tiên bao băng văng 10 phần trọng yếu mà muốn sắc bao dưới đáy đường vân hiện ra xinh đẹp băng liệt văn lý, hồ dáng tỷ lệ cùng đổ vào thời gian liền thành mấu chốt, giảng tây dựa theo 50, một tỷ lệ điều hòa nước nhào bột mì, trong nồi nước sắp thu làm thời điểm đổ vào một chút dầu hạt cải, tại nắp nồi sốt lên một nháy mắt kia, nồng đậm mặt hương cùng hãm liêu mùi thơm sớm đã bá đạo xông vào người vây xem trong lỗ mũi, tại xối mang thức ăn lên tử dầu về sau, nước cùng dầu ở giữa kịch liệt va chạm, mang theo một cổ nóng khói, Thủy tiên bao mùi thơm lấy càng thêm mãnh liệt dáng vẻ trong đám người khuếch tán, người vây xem càng ngày càng nhiều, giãn tay đâu vào đấy, đem điều tốt hồ dáng đổ vào trong nồi, lập tức một trận phích lịch cách cách thanh âm vang lên, đám người ánh mắt bị nồng đậm khói trắng ngăn cản, đợi bọc nước văng khắp nơi thanh âm biến mất về sau, thủy tiên bao dưới đấy đã kim hoàng xốp giòn, giãn tay phất tay tung xuống một chút hạt vừng cùng hành thái, một nồi hoàng mỹ thủy tiên bao thuận lợi hoàn thành giảng thị trăm năm bí chế cải trắng thịt heo thủy tiên bao, da mỏng nhân bánh nhiều, một mau ngủ một cái, giảng tay làm thủy tiên bao đại khái nữ nhân bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay, từng cái béo phình lên, bên trong hãm 10 phần vững chắc, phổ thông khẩu vị nữ sĩ mua hai cái cũng đầy đủ chắc bụng, nam nhân khả năng ăn nhiều một ít, phải ăn ba bốn cái, khả năng ăn no, nếu như là bánh nhân thịt, một mau ngủ một cái giá cả xác thực không tính quá phận, cho ta đến hai cái, luôn có không thiếu tiền nhất là ở đồng hồ đeo tay xưởng dạng này hiệu quả và lợi ích tốt đẹp nhà máy bên ngoài nơi này ra ra vào vào đều là nguyệt thu nhập bảy tám chục thậm chí nhiều hơn công nhân tự nhiên không thiếu cái này một mau ngủ bánh bao tiền người cái này hãm liêu không thực tế a à. cứ như vậy điểm thịt vụn phần lớn đều là cải trắng liền chỗ này còn muốn một mau ngủ xung phong đi đầu nam công nhân đẩy ra thủy tiên bao vỏ ngoài bên trong thịt đông lạnh đã sớm tan ra nồng đậm nước thuận nam ngón tay người chảy xuống hắn nóng nghe răng trợn mắt, nam nhân đau lòng một mau ngủ, tranh thủ thời gian dùng đầu lưỡi liếm ăn trên tay nước, nguyên bản phàn nàn âm thanh cũng bởi vì đầu lưỡi mỹ diệu tư vị nháy mắt yên tĩnh xuống, rắc, thủy tiên bao đáy da cùng với sốt giòn, bởi vì là lên men mặt nguyên nhân, da mặt lại so phổ thông bánh bao hấp càng thêm huyên mềm, mà giảng tay điều chế hãm lưu liền lại càng không cần phải nói, mặc dù lấy cải trắng làm chủ, nhưng mùi vị nồng đậm thịt đông lạnh hoàn toàn đền bù thịt ba chỉ dùng lượng không đủ khuyết điểm, thậm chí bởi vì sung mãn nước, khiến cho hãm lưu hương vị khuếch tán càng thêm cân đối. Chặt địa cực mảnh cải trắng vẫn như cũ mang theo giòn thoải mái cảm giác, trung hòa thủy tiên bao dầu mỡ, mỗi miệng vừa hạ xuống, đều là không phải bình thường thỏa mãn. Nam nhân đem đẩy ra cái kia thủy tiên bao ăn vào bụng, không để ý trong tay còn có một cái, lại từ trong túi móc ra 10 đồng tiền, để giãn tay cho hắn trang 8 cái nhà hắn rời tay biểu xưởng rất gần, lúc này trong nhà hài tử còn chưa có đi trường học, như thế đồ ăn ngon nhất định phải mua về cùng trưởng bối vợ con chia sẻ. Nam nhân biểu hiện đầy đủ cho thấy thủy tiên bao mỹ vị, nguyên bản cũng bởi vì thủy tiên bao giá cả đứng ngoài quan sát quần chúng lập tức liền không lại nhẫn nại từng cái cầm tiền hai ngươi, ta bốn cái đem một nồi thủy tiên bao phân quan, hai giờ không đến thời gian, giảng tay trọn vẹn làm sáu nồi thủy tiên bao, cuối cùng vẫn là bởi vì vật liệu dùng hết, không thể không đình chỉ bữa sáng cung ứng. Tại trở lại thuê lại phòng nhỏ về sau, giãn tay khóa lại cửa, kéo lên màn cửa, đem tiền trong hộp tiền giấy tiền xu hết thảy ngã xuống giường, kiểm kê mình cái này một cái buổi sáng thu hoạch, hết thảy 47 khối tiền, trong đó mời thợ rèn chế tạo cái chảo cùng xe đẩy nhỏ hoa 30 khối tiền, nhưng đây là có thể lâu dài sử dụng, về phần cái khác nguyên liệu nấu ăn chi phí, hẹn tại 15 khối tiền trái phải, nói cách khác, chỉ là cái này một cái buổi sáng thời gian, hắn lãi trồng nhuận liền đạt tới kinh người 30 khối tiền cái này vượt xa khỏi hắn quan sát hoa mai bánh quầy hàng ít lợi đương nhiên cái này cùng thủy tiên bao hương vị đầy đủ mỹ vị cũng có quan hệ gần như mỗi cái hưởng qua thủy tiên bao khách hàng đều sẽ nhiều mua mấy cái mang về cùng người nhà chia sẻ hôm nay là mở tiệm ngày đầu tiên rất nhiều khách hàng cũng chỉ là ăn hiếm lạ dạng này giá cả chưa chắc là mọi người mỗi ngày đều sẽ mua nhưng theo thủy tiên bao thanh danh truyền đi tại về sau thời gian bên trong thủy tiên bao lượng tiêu thụ hẳn là có thể làm được tiếp tục dâng lên. Giảng tay có chút kích động, chẳng qua trong lòng hắn rõ ràng, việc buôn bán của hắn sở dĩ có thể náo nhiệt, còn chiếm cái niên đại này đồ ăn nhiều kiểu không nhiều, lại cạnh tranh không đủ kịch liệt tiện nghi. Dựa theo dạng này tốc độ kiếm tiền, giảng tay cảm thấy, có lẽ hắn có thể sớm hồi hương tiếp người thời gian, nghĩ đến mình không hiểu thành một nữ nhân trượng phu, một cái nữ hài phụ thân, giảng tay tâm tình lập tức có chút phức tạp, hắn không biết, mình phải chăng có thể đảm nhiệm hai cái này thân phận? Chương 07, thanh niên trí thức về thành bảy, thủy tiên bao sinh ý lửa. Thoạt đầu là hải thành đồng hồ xưởng nhân viên cùng chung quanh cư dân, tại thủy tiên bao thanh danh truyền đi về sau, địa phương khác người cũng nghe tiếng chạy đến. Thường thường giảng tây còn chưa tới, hắn cố định bày quầy bán hàng vị trí liền đã để người vây chật như nêm cuối. Rất nhiều người một mua chính là một hai chục cái, giúp không kịp xếp hàng nhân viên tạp vụ mua giúp trưởng bối trong nhà hài tử tiện thể thủy tiên bao làm bữa sáng càng có những cái kia ham tiện lợi một lần tính nhiều mua một chút đợi đến muốn ăn thời điểm lại thả trong nồi sắt nấu một lát hương vị mặc dù so ra kém vừa ra lò thủy tiên bao mỹ vị nhưng cũng thắng qua tự mình làm tuyệt đại đa số đồ ăn tại thủy tiên bao sinh ý bị mang lửa về sau giảng tây lại tiện thể hai loại khác ăn uống canh đậu xanh cùng nước ô mai lúc này thời tiết vẫn còn tương đối nóng bức chỉ là ăn nóng hổi thủy tiên bao, khó tránh khỏi gia tăng khô nóng, bại hoại khẩu vị, tăng thêm thủy tiên bao mặc dù có cái nước chữ, dù sao cũng là bánh bột, ăn nhiều miệng khô, nếu có thể có chút cuồn cuộn nước nước tá, khẩu vị cũng có thế tốt hơn không ít, đầu năm nay đậu xanh cũng là hút hàng phẩm, bởi vậy giảng tây làm canh đậu xanh cũng không phải là 10 phần sền sệt, cũng may hắn có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn. Đang nấu canh đậu xanh lúc lại kịp thời bỏ rơi nổi lên đậu xanh xác, khiến cho canh đậu xanh cảm giác cát trượt không có cặn bã cảm giác tại canh đậu xanh phơi lạnh trong lúc đó hắn sẽ còn hướng bên trong thêm một chút bạc hà nước khiến cho canh đậu xanh cảm giác càng thêm mát mẻ xế chiều mỗi ngày giảng tây đều sẽ nấu chính hai đại nồi canh đậu xanh cùng nước ô mai đợi đến mặt trời xuống núi về sau lại đem hai nồi nước nước phóng tới trong giếng phái đợi đến sáng sớm hôm sau từ giếng nước bên trong lấy ra lúc hai nồi nước nước tựa như là bị ướt lạnh quá uống lạnh bút sướng miệng lại giải chán dính, thịnh canh cái chén là giảng tay đặc biệt từ nhà máy chế biến giấy làm theo yêu cầu, một con hậu thế một lần tính cái chén lớn nhỏ chén giấy chi phí cũng liền 6 ly, canh đậu xanh một chén 4 phần tiền, nước ô mai một chén 3 phần tiền, khí trời nóng bức thời điểm, không còn có so canh đậu xanh cùng nước ô mai càng giải nóng đồ vật. Nhất là ngồi tại nhà máy xưởng bên trong công nhân, tại nóng bức không thông gió công việc hoàn cảnh dưới, nếu có thể uống một ngụm thấm lạnh chua ngọc nước canh, cả người tinh thần đều bị tỉnh lại canh đậu xanh chi phí tương đối cao tăng thêm đậu xanh tương đối khó phải bởi vậy mỗi ngày cung ứng canh đậu xanh lượng đều thấp hơn nước ô mai lại khác biệt canh đậu xanh chỉ có thể dùng giấy cái chén trang giảng tây cho phép khách hàng tự mang tráng men chén hoặc là quân dụng ấm nước thịnh trang nước ô mai nếu như tự mang cái chén có thể thịnh trang phân lượng xa so với giảng tây mình cung cấp chén giấy đến lớn cái này cũng kích động một bộ phận nhân ái chiếm món lời nhỏ tâm lý từ nước Ô Mai cùng canh đậu xanh bắt đầu cung ứng đến nay, nước Ô Mai lượng tiêu thụ liền thẳng tắp kéo lên. Có không ít khách hàng cũ quen thuộc tại buổi sáng thời điểm điểm một chén canh đậu xanh tá lấy thủy tiên bao ăn, sau đó lại dùng mình ấm nước rót đi một bình nước Ô Mai, lúc nào khác liền uống một ngụm chua ngọt về cam nước Ô Mai, tư vị kia, nhưng so sánh nước sôi mạnh hơn. Thậm chí rất nhiều người không có cách nào mỗi ngày ăn thủy tiên bao uống canh đậu xanh, liền dứt khoát mua ba phần tiền nước Ô Mai giảng Tây bán nước ô mai so chính bọn hắn làm ăn ngon, giá cả cũng có lời, càng về sau, giảng Tây mỗi ngày đều được nhiều nấu một nồi nước ô mai, nhưng cho dù dạng này, đợi đến đằng sau, vẫn như cũ sẽ có người muốn mua một chén nếm thử hương vị, lại chỉ thấy trơn bóng như mới không cái nồi, loại này cùng cuộn nước nước, bán chính là ít lãi tiêu thụ mạnh. Bởi vậy đừng nhìn giảng Tây bán đều là nhiều như vậy không gây chú ý đồ vật, nửa tháng trôi qua, tại tổng cộng mình nhỏ tư kho thời điểm, thế mà đã đạt tới 513. 47 cái này con số kinh người, cái này là dạng gì đáng sợ khái niệm, 79 năm, tuyệt đại đa số công nhân tiền lương cũng liền 4 năm 60 trái phải, vừa bắt đầu làm việc công nhân tiền lương càng ít, nguyệt thu nhập có thế quá ba chữ số, không phải viện nghiên cứu chính là cấp 7 cấp 8 cao cấp công, giảng tây chỉ là một cái làm điểm tâm mua bán, nửa tháng trôi qua, lợi nhuận cũng đã so ra mà vượt một loại công nhân hơn nửa năm thu nhập. Cách không được nói thập niên 80-90 là đầy đất nhặt tiền niên đại, hiện tại mặc dù vẫn là 79 năm, cũng đã hiển lộ ra cái này manh mối, giảng tây vận khí càng tốt hơn, lúc này cũng không phải người người đều có lá gan làm thể hộ, hắn cạnh tranh ít, cho dù hiện tại việc buôn bán của hắn náo nhiệt là rõ như ban ngày, đồng hồ ngoài xưởng đầu cùng hắn một khối bày quầy bán hàng vẫn như cũ chỉ có mai hoa cao chủ quán một người, bất đắc dĩ. Thời đại này tư tưởng chủ lưu chính là như vậy, hộ cá thể thân phận là để người xem thường, cho dù dãy đến lại nhiều, cũng không bằng nhà máy học trò được người tôn trọng. Về phần những cái kia đồng dạng tâm tư linh hoạt, lo lắng hơn chính sách thay đổi xoành xoạch, sợ mình làm mua bán nhỏ về sau, chính sách trở lại mấy năm trước như thế, đem hộ cá thể đánh thành chủ nghĩa tư bản, đến lúc đó không chỉ có mình phải bị công khai xử lý tội lỗi cải tạo, người nhà chính trị thành phần bên trên cũng bằng bạch nhiều chỗ bẩn. Bởi vậy giảng tây mặc dù kiếm không ít tiền, nhưng bên ngoài thật không có bao nhiêu người ao ước hắn. Về phần những cái kia nói bóng nói gió hướng hắn nghe ngóng thu nhập, thì bị giảng Tây dùng nguyên liệu nấu ăn chi phí cao. Mỹ vị bí quyết là bởi vì bên trong tăng thêm rất nhiều đắt đỏ hương liệu, thực tế cũng không có kiếm quá nhiều tiền chờ lấy cớ qua loa tắt trách quá khứ. Tại ý thức đến tiền tiết kiệm đã đột phá 500 về sau, giảng Tây đi trạm xe lửa mua một tấm từ Hải Thị đến hắn Chi Hương Thành Thị vé xe lửa, sau đó liền bận rộn lên hắn cần mang về lễ vật. Ê! Nhìn ta nói đúng đi, cách nàng nhà cái kia lần trước gửi thư đều đi qua hơn nửa tháng, kết quả đây, người không nhìn thấy, liền tin cũng không có. Ba ngày nóng bức khó chịu, rất nhiều quen sẽ lười biến dùng mánh lới nữ nhân thừa dịp không ai dám thị, lấy uống nước danh nghĩa trốn đến dưới gốc cây, nhìn xem ngay tại trong ruộng lao động Lam Tú khe khẽ bàn luận nói, chính là nói a, à, nhìn kia tinh viết nhiều dính nhau a, à. cái gì tưởng niệm nàng cùng qua nhi, các ngươi nói nếu là trong lòng thật sự có các nàng hai mẹ con coi như lại khó, viết phong thư thời gian luôn có đi, ta nhìn a, à, có lẽ thật gọi mồm miệng khéo léo nói đúng, nàng nam nhân trong thành lại có mới bà nương, sở dĩ đặc biệt đưa phong thư trở về, chỉ là vì đem người làm yên lòng, tỉnh Lam Tú mang theo khuê nữ chạy tới hải thị tìm người, quấy nhiễu hôn sự của hắn, ta cảm thấy đối đầu, giảng tây hắn cha mẹ không phải công nhân sao, nghe nói hai người bọn họ hai anh em tẩu cũng là có công việc, trời đâu, nhiều như vậy công nhân, một tháng phải ôm về nhà bao nhiêu tiền vậy chỉ sợ kho lúa đều chất đầy ăn như thùng luồn đều tạo không hết đâu cái kia về giống giãn tây nói như vậy trong nhà tiểu nhân đều chuyển không ra thân liền hắn cái này tiểu nhi tự trở về đều nuôi không được lúc này nông thôn đối với người trong thành nhất là công nhân ấn tượng còn dừng lại tại tiền lương cao phúc lợi tốt căn bản không nghĩ tới nguyên lai like công nhân sinh hoạt cũng có nhiều như vậy khó khăn phiền phức giãn tây ở trong thư đầu miêu tả trong nhà phòng ở nhỏ nhiều người ở không ra tình hình thực tế, tại trong mắt những người này đều là nói bừa ra tới hồ lam tú kẻ ngu này, tú nhi, ngươi nhìn ta đem ai mang đến. bờ ruộng bên cạnh đứng hai người, một cái là tất cả mọi người nhận biết tập thanh thanh, hôm nay nàng mặc vào một thân tím sắc mang nát hoa áo sơ mi, hạ thân là màu xám đen chính phần quần, đây là tập thanh thanh năm trước làm y phục, phía trên không có một cái bản sửa lỗi, trừ vào thành thu mua cùng đi thân thăm bạn trọng yếu thời gian tập thanh thanh đều không nở từ đáy hòm đem nó lấy ra thấy một tia sáng, sợ ánh nắng nóng rực một chút đem kia xinh đẹp nhan sắc cho phơi cởi. Nàng đứng bên người một cái thấp bé tráng kiện nam nhân, vóc dáng chỉ so với một mét năm ra mặt tập thanh thanh cao hơn nửa cái đầu, cho ăn bể bụng cũng liền một mét sáu một sáu hai dáng vẻ, đối phương niên kỹ cũng không nhỏ, cái trán ba đạo khắc sâu nếp nhăn trên trán, làn da thô ráp đen nhánh, nhếch miệng cười thời điểm, một hơi hoàng đai đen lấy khói cấu răng phá lệ chú mục cái mới nhìn qua này 40 chạy năm nam nhân có chút lạ lẫm, tập thanh thanh mang theo như thế một người đàn ông xa lạ đến tìm Lam Tú, lập tức câu lên mọi người lòng hiếu kỳ, Dũng ca, ngươi nhìn, kia chính là ta muội tử Lam Tú, những ngày này một mực xuống đất làm việc, cho nên da phơi đen chút, nhưng muội tử ta ngũ quan vẫn là duyên dáng, coi như rám đen, đó cũng là cái đen bên trong xinh đẹp, tập thanh thanh tại Lưu Dũng bên tai thầm nói, chẳng qua chiếu ta nói a. À, tìm vợ vẫn là phải tìm một cái hiền lành công việc quản gia, ta cái này muội tử ngươi cứ yên tâm đi, nàng trước đó nam nhân kia là trong thành thanh niên trí thức, căn bản làm không được sống, ta cái này muội tử gầy gò nho nhỏ, lại có thế đỉnh hơn phân nửa thanh tráng niên, mỗi ngày công điểm so phổ thông phụ nữ cao hơn một hai phần, trong nhà nhà bên ngoài cũng là lo liệu việc nhà một tay hảo thủ, tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Nếu là đem cô em gái này của ta cưới về nhà, bảo đảm nàng đem ngươi phục vụ thoải mái dễ chịu, Tập Thanh Thanh ra sức giới thiệu mình cái này cô em chồng ưu điểm, nguyên bản bởi vì Tập Thanh Thanh hô lên có thể so với Hoàng Hoa Đại Khuê nữ lễ hỏi giá cả mà tất cả do dự lưu dũng, tại nhìn thấy Lam Tú bộ dáng về sau, lập tức hài lòng, hận không thể hiện tại liền đem việc hôn sự này đứng yên xuống tới. Chẳng qua mặc dù Tập Thanh Thanh nói thiên hoa loạn trụy, Lưu Dũng vẫn là muốn cùng Lam Tú bản nhân trò chuyện, xác nhận một chút đối phương có phải là hay không cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Lưu Dũng thê tử tại ba năm trước đây qua đời, nguyên bản chỉ lo kiếm công điểm Lưu Dũng quả thực quá một đoạn nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, theo mấy đứa bé dần dần lớn lên, nam hài cần cưới vợ, nữ hài cần lấy chồng, Lưu Dũng mới ý thức tới, nguyên lai nữ nhân làm tốt một cái nhà có bao nhiêu khó, hắn một đại nam nhân thực sự là không hiểu nơi này đầu công công quấn quấn, thế là Lưu Dũng liền suy nghĩ muốn tái giá một cái nàng dâu, giúp đỡ hắn món ăn nhi nữ hôn sự. Nguyên bản Lưu Dũng muốn tìm một cái cùng mình tuổi tác tương tự quả phụ, là tập thanh thanh chủ động tìm tới hắn, nói mình có cái cô em chồng, bị vào thành trưởng phu vứt bỏ, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận nàng cùng đằng trước nam nhân sinh khuê nữ, liền nguyện ý gả cho nàng, chỉ là bởi vì nàng so hắn tuổi trẻ 14 tuổi, sợ con của hắn tương lai không chịu cho nàng dưỡng lão, cho nàng đưa tiễn, vì nhiều một phần bảo hộ, nàng yêu cầu lễ hỏi so với bình thường quả phụ đến cao có thể so với bình thường đại cô nương xuất giá trước đó lưu dũng nhìn nhau mấy cái quả phụ chỉ là những cái kia quả phụ đều mang nhi tử lưu dũng lo lắng tương lai con riêng cùng con trai ruột của mình xuất hiện tài sản tranh chấp trong lòng không phải đặc biệt vui lòng đang nghe tập thanh thanh cô em chồng chỉ có một đứa con gái lại trẻ tuổi mỹ mạo về sau lập tức liền sinh ra gặp một lần xúc động lần này gặp mặt đối phương xác thực cũng không có để hắn thất vọng ngày nắng to không ít nữ nhân đều trốn ở dưới bóng cây lười biếng lam tú lại tại trong đất vùi đầu gian khổ làm ra có thể thấy được nàng là một cái cần cù chăm chỉ đàng hoàng nữ nhân mà lam tú duyên dáng ngũ quan cùng mỹ lệ tư thái càng là vì nàng thêm không ít phân mặc kệ nam nhân ngoài miệng nói cái gì nữ nhân tính cách nhân phẩm trọng yếu nhất tại trong lòng của bọn hắn trẻ tuổi xinh đẹp mãi mãi cũng là nữ nhân trọng yếu nhất ưu thế lam tú nghe được tập thanh 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 âm thấy được nàng đứng bên người nam nhân kia lúc lập tức đoán được dụng ý của nàng cùng nam nhân kia thân phận, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Chương không tám, thanh niên trí thức về thành tám, Tú Nhi, mau tới đây, đây là ta trước đó đề cập với ngươi Lưu Dũng, đoạn thời gian trước hắn không phải bận rộn hắn lớn hôn sự của con trai sao, hiện tại mới rút ra không đến cùng ngươi gặp mặt một lần. Tập thanh 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 âm lại nhọn lại cao, phản phất rất sợ bên trên người không biết Lưu Dũng cùng Lam Tú quan hệ trong đó giống như, nhất là nàng vừa mới nói kia đoạn lời nói, tại bất minh nội tình người nghe tới, chính là Lam Tú mình cũng mãn ý cái này đối tượng, làm tốt giảng tây cũng không tiếp tục trở về, một lần nữa tái giá dự định, một bên Lưu Dũng có vẻ hơi ngượng ngùng, hắn đời thứ nhất nàng dâu lúc tuổi còn trẻ cũng không có Lam Tú xinh đẹp, nhìn thấy Lam Tú, hắn phản phất biến thành 23 năm về trước kia cái mau đầu tiểu tử, tay chân cũng không biết nên để vào đâu, Lam Dũng nàng dâu, đây là Tú Nhi đối tượng hẹn hò a à? Nhắc tới cũng xảo, Lam tú đại ca cùng cái này Lưu Dũng cùng tên, chẳng qua ở niên đại này, đầy đất có thể thấy được Hồng quân, yêu quân, Dũng a tráng a loại hình danh tự cũng là không cảm thấy kiên kỵ. Dưới bóng cây bát quái nữ nhân nhất thời lên lòng hiếu kỳ, cười đùa Okita ngạnh bên trên hai người hỏi, trọng điểm là dò xét Lưu Dũng, nhìn xem cái kia rõ ràng so Lam tú lớn mười mấy hai mươi tuổi nam nhân, mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng đều cảm thấy tập thanh thanh cách làm có chút không tử tế. Đúng vậy a. À cái này lưu, tập thanh thanh muốn chính là người bên ngoài đều coi là lam tú mình thủ không được, năng nỉ nàng giới thiệu đối phương, bởi vậy tại người khác hỏi thăm thời điểm, không kịp chờ đợi vừa muốn đem lưu dũng điều kiện nói cho mọi người nghe, nói đến, lưu dũng trừ lớn tuổi chút, những điều kiện khác tại tập thanh thanh xem ra phối lam tú là dư xài, đối phương có 6 đứa con trai, hai cái khuê nữ, sớm mấy năm trong nhà điều kiện là gian nan một chút, nhưng bây giờ bọn nhỏ đều dài đại năng kiếm công điểm, một gia đình có nhiều như vậy tráng lao lực, sinh hoạt trình độ mắt trần có thể thấy tăng lên không ít, nhất là lưu dũng những hài tử này bên trong còn ra hai cái tiền đồ người, khuê nữ bị trên trấn một gia đình nhìn trúng, công công là công nhân, tương lai con rể là học trò, đôi bên đã định tốt việc hôn nhân, lúc này lưu dũng đại nhi tử kết thành hôn, kế tiếp liền phải xử lý cái này khuê nữ hôn sự, lại có chính là lưu dũng tam nhi tử, đối phương số phận tốt, vào thành đi chợ thời điểm cứu một cái bị cảm nắng lão đầu kết quả đối phương thế mà là huyện nấu sắt xưởng phó trưởng xưởng đối phương cảm thấy nhân phẩm hắn quý giá trực tiếp đặc biệt để hắn tiến vào nấu sắt xưởng công việc lưu gia ra một cái công nhân môn hộ lập tức liền siêu thoát tại bình thường gia đình nông dân tập thanh thanh cảm thấy làm tú lấy tái giá chi thân có thể gả vào dạng này giàu có người ta thật là nàng tám đời đã tu luyện phúc khí chị dâu ta không phải đã nói rồi sao ta không nghĩ nhìn nhau cái gì đối tượng ta còn không có ly hôn đâu ta một cái nữ nhân có chồng, chẳng lẽ còn có thế một nữ hai gã. Lam Tú cũng mặc kệ trước mắt người này là nàng chị dâu, lời nói ra trực tiếp để tập thanh thanh không mặt mũi. Vị lão đại này ca, ta không biết chị dâu ta là thế nào cùng ngươi nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngay từ đầu chị dâu ta cùng ta nói chuyện này thời điểm ta liền không đồng ý, trưởng phu của ta là thanh niên trí thức. Hắn sớm muộn cũng sẽ tới đón ta cùng hài tử một nhà đoàn viên, hôm nay cái này sự tình náo, khả năng để ngươi một chuyến tay không lam tú đối với cái kia bị tập thanh thanh mang tới nam nhân cũng không có cái gì ác ý dựa theo nàng đối tập thanh thanh hiểu rõ chỉ sợ đối phương cũng bị tập thanh thanh mơ mơ màng màng chỉ coi lần này ra mắt bản thân nàng cũng là vui lòng quả nhiên tại lam tú nói xong câu đó về sau lưu dũng nụ cười trên mặt lập tức thu vào biểu lộ lập tức có chút xấu hổ cùng luống cuống đại mùi tử xin lỗi lưu dũng cảm thấy có chút khó xử dù sao hắn một đại nam nhân tại trước mặt mọi người bị nữ nhân cự tuyệt nhưng trong lòng lại có một loại quả nhiên cảm khái như thế một cái bộ dáng duyên dáng bản nhân lại chịu làm chịu khổ nữ nhân cho dù ly hôn hoặc là thủ quả cũng không cần thiết cả cho một cái vừa già lại xấu nam nhân điểm này lưu dũng vẫn là có tự mình hiểu lấy trên người hắn trừ có chút tiền cũng không có ưu điểm gì mấy năm trước hắn vừa quá thời điểm bên người cho tới bây giờ không ai tích cực vì hắn tìm kiếm bạn già nhưng tại hắn mấy đứa bé tiền đồ về sau những cái kia bà mối đột nhiên đều xuất hiện luôn không khả năng là nhân cách mị lực của hắn bỗng nhiên bộc phát tất cả mọi người phát hiện hắn không muốn người biết ưu điểm cuối cùng còn không phải là vì tiền sao lam tú chịu khổ liền không quá giống là nguyện ý vì tiền chịu thiệt nữ nhân lưu dũng ngược lại là thật cao hứng đối phương có thế ngay thẳng nói ra thái độ của mình chí ít để hắn chết sớm một chút tâm dễ tìm một cái thích hợp hơn nữ nhân kết nhóm sinh hoạt tú nhi ngươi làm sao nói đây này trước đó vì bí mật cùng ngươi lúc nói ngươi không phải rất vui lòng sao làm gì chẳng lẽ là làm lấy mặt của nhiều người như vậy xấu hổ rồi tập thanh thanh là hạ quyết tâm muốn đem cái này bùn nước bẩn dội tại lam tú trên thân dù sao mồm dài tại trên mặt nàng nói thế nào đều là nàng sự tình lam tú có chứng cớ gì chứng minh các nàng bí mật không có tán gẫu qua những câu chuyện này đâu trong thôn đám nữ nhân này đều là nhàn hốt hoảng không thấy sự tình đều có thể bị các nàng bố trí ra hoa đến, huống chi là nàng cái này thân đại tẩu chính miệng nhận chứng, không bao lâu, lam tú bản chất phóng đảng, nam nhân không ở bên người liền thủ không được loại hình chủ đề liền có thể truyền thắt toàn bộ sản xuất đội. đến lúc đó, coi như lam tú bản nhân đầy đủ kiên trinh, cũng chịu không được những cái kia lời đàm tiếu cùng dội đỉnh nước bẩn, chỉ có thể dựa theo sắp xếp của nàng xa xa gã đi. lam tú biết cái này đại tẩu không có lòng tốt, nhưng nàng không nghĩ tới. Đối phương tâm địa ác độc đến tình trạng như vậy, giữa các nàng là có cái gì sinh tử mối thù sao? Tập Thanh Thanh muốn như vậy hãm hại nàng? Lam Tú cắn răng rung lên kèn kẹt, trừ về một câu nói hô nói vượng, lại cũng nghĩ không ra thiết thực chứng cứ chứng minh hết thảy đều là Tập Thanh Thanh tại nói bậy, tính một cái, coi như hôm nay ta chưa từng tới, Lưu Dũng thật là cái rất phúc hậu nam nhân, mặc dù bề ngoài xấu xí một chút, tâm địa lại còn được, nhìn thấy người ta trẻ tuổi nàng dâu xấu hổ giận dữ đến mặt đỏ lên lập tức đã cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng hôm nay cái này sự tình mặc dù không phải hắn làm ra đến nhưng cũng có hắn một bộ phận nguyên nhân hắn vốn không nên nghe tập thanh thanh một phương lời nói liền mạo mạo nhiên chạy tới nhìn nhau như thế nào đi nữa hắn cũng hẳn là tìm một cái người trung gian trước tìm kiếm lam tú ý xác định là lam tú bản nhân ý tứ lại định tốt thời gian nhìn nhau hiện tại cái này sự tình náo hắn cũng có một bộ phận trách nhiệm lưu dũng liền nghĩ cầm lên rời đi lắng lại trận này mâu thuẫn, nhưng tập thanh thanh không cho hắn cơ hội này, thật vất vả tìm tới như thế một đầu dê béo làm sao có thể bỏ qua đâu, không có lưu dũng, cũng không tìm được cái thứ hai có thể ra giá tiền rất lớn cưới cái hai tay nữ nhân đồ đần, làm tú, làm tú, giảng tây trở về, nam nhân của ngươi trở lại đón ngươi vào thành. Đang lúc dưới bóng cây lười nhát đám kia nữ nhân chuẩn bị gia nhập cuộc phân tranh này thời điểm, nơi xa chạy tới một người, vẫy tay khăn, hướng về phía trong ruộng lam tú hò hét, mau về nhà đi, đừng để nam nhân của ngươi sốt ruột chờ. Người tới chạy đến cách lam tú gần đây ruộng ngạnh bên trên, hai tay chống tại trên đầu gối, không chỗ ở thở hỗn hển. Cái gì, ngươi nói cái gì, giảng tay trở về rồi. Lam tú đầu óc vang lên ong ong, trong lúc nhất thời không biết là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Trở về, mang đến thật lớn một cái bao đâu, nhanh đi về đi, chậm thêm chút, cửa nhà ngươi chỉ sợ cũng phải bị người ngăn chặn rút cuộc vào không được giảng tây không là cái thứ nhất về thành thanh niên trí thức lại là cái thứ nhất từ trong thành trở về thanh niên trí thức đầu năm nay thật đem nông thôn cưới lão bà gã trượng phu để ở trong lòng thanh niên trí thức bình thường đều trực tiếp từ bỏ về thành dự định bởi vì theo quy định về thành thanh niên trí thức chỉ có thể mang đi một đứa bé phối ngẫu không thể đi theo chuyển thành trong thành hộ khẩu nếu như cả một nhà đều về thành bình thường gia đình căn bản không đủ sức tiêu tốn cho nên rất nhiều thanh niên trí thức dứt khoát hết hy vọng liền coi mình là dân bản xứ trực tiếp lưu tại nông thôn còn có một số không bỏ xuống được người trong nhà tại rời đi thời điểm trực tiếp liền đem người mang lên bình thường đến nói lẽ loi một mình về thành đã sớm làm tốt bỏ xuống người một nhà dự định cái gì chờ dàn xếp lại sẽ tới đón nhân chi loại tất cả đều là dọa người chuyện ma quỷ những người kia lương tâm sớm đã bị cái này gặp quỷ niên đại cho hao tổn không có làm cái thứ nhất độc thân về thành lại đúng hẹn trở lại đón người thanh niên trí thức giảng tây tự nhiên đạt được vạn chúng chú mục đãi ngộ lúc này nghe được tin tức người đã sớm phóng đi lam tú nhà không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút giảng tây hiện tại bộ dáng cùng hướng hắn nghe ngóng hắn tại hải thị kiến thức trọng yếu nhất còn muốn hỏi hỏi giảng tây hắn lần này trở về là chuẩn bị đem vợ con mang đi vẫn là để các nàng hai mẹ con tiếp tục ở tại nông thôn hoặc là cái gì khác phương thức xử lý cái này nhưng quan hệ đến người trong thôn tiếp theo một đoạn thời gian rất dài đề tài câu chuyện ba lam tú trong tay quốc rơi tại trong đất nàng cũng không lo được nhặt vung ra chân hướng nhà phương hướng chạy tới trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là dắt lấy nam nhân cổ áo thật tốt hỏi một chút hắn làm sao mới trở về a à? giảng tây trở về rồi không phải nói hắn không trở về rồi sao hắn thật trở về trở về làm gì sách ly hôn ngươi làm giảng tây hổ a dám về lam tú địa bàn sách ly hôn không sợ lam gia thân thích đem hắn đánh thành tàn phế a thật muốn ly hôn viết một phong thư liền phải dù sao lúc trước cũng thỉnh thoảng hưng lĩnh chứng ly hôn kết hôn còn không phải một cái miệng sự tình người ta trượng phu quả nhiên trở lại đón người lưu dũng nhìn xem lam tú đi xa bóng lưng sau đó hướng phía tập thanh thanh phàn nàn một câu trong chuyện này vấn đề lớn nhất chính là tập thanh thanh hắn thật đúng là tin đối phương chuyện ma quỷ coi là lam tú là bị nàng thanh niên trí thức trượng phu vứt bỏ bản nhân cũng có tái giá dự định nhưng bây giờ nhìn xem lam tú nóng bỏng bộ dáng hiển nhiên là tình cảm cực tốt một đôi vợ chồng a à, hai người ai cũng không có từ bỏ ai cái kia dung hạ được hắn cái này nam nhân chen chân chỉ sợ là tập thanh thanh cái này tan lương tâm đại tẩu nhìn trúng lễ hỏi tiền muốn hố mình cô em chồng đâu lưu dũng cảm thấy tập thanh thanh dạng này việc ác nhất định phải thật tốt tuyên truyền tuyên truyền chỉ là hiện tại hắn cũng không có đợi tiếp nữa dê xê vọng tại phàn nàng một câu về sau quay đầu rời đi tập thanh thanh cũng không đoái hoài tới lưu dũng nàng đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu giảng tây thế mà trở về hắn làm sao liền trở lại nữa nha vừa nghĩ tới mình khắp nơi ghen ghét cô em chồng tương lai liền phải trở thành người trong thành tập thanh thanh cái này trong lòng liền mười phần không thoải mái nàng dậm chân theo sát lấy biến mất lam tú đuổi tới chúng ta là không phải cũng đi theo nhìn xem được a à, trời nóng như vậy xuống đất người đều muốn ăn nóng không bằng đi lam tú nhà đến một chút náo nhiệt dưới bóng cây các nữ nhân ý kiến đạt thành nhất trí một đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi là ta suy xét không chu đáo không nghĩ tới tú nhi các nàng hai mẹ con tại nông thôn chờ nhiều lo lắng là ta ngay từ đầu không nghĩ tới rời đi nhiều năm như vậy cùng trong thành cha mẹ đều lạnh nhạt huống chi các ca ca đâu bọn hắn kết hôn lẽ ra càng cố chính mình tiểu gia ta cái này đệ đệ hai tay trống trơn tại mình có năng lực dàn xếp tú nhi hai mẹ con trước đó thực sự không tiện đem người dẫn đi phiền phức ca ca chị dâu lần này đến ta chuẩn bị đem tú nhi hai mẹ con tiếp đi trong thành ta không có gì đại năng nhịn nhưng có ta ăn một miếng liền sẽ không bị đói các nàng hai mẹ con ta nghĩ tới thời gian lại khó người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mới là trọng yếu nhất mà lại ta tin tưởng tú nhi sẽ không ghét bỏ ta vô dụng chỉ cần cùng ta tại một khối chịu khổ nàng cũng cảm thấy là ngọt nàng chính là như vậy tốt một nữ nhân lam tú đứng tại khung cửa bên cạnh nghe bên trong cái kia lại quen thuộc lại nam sinh xa lạ đang nghe câu nói sau cùng lúc lam tú không khỏi thổi phù một tiếng cười ra tiếng đưa tay lau lau nước mắt cái này nam nhân rõ ràng cái gì đều hiểu vậy hắn làm sao muộn như vậy mới trở về đâu nhưng hắn trở về ngày xưa những cái kia oán hận liền đều tan thành mây khói lam tú sửa sang cổ áo lại chỉnh sửa lại một chút đầu tóc rối bời hít sâu một hơi đi vào nhà đi chương không chín thanh niên trí thức về thành chính tú 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 sớm trước khi tới giảng tây liền làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ nhưng tại nhìn thấy lam tú trong nháy mắt đó nhận xung kích vẫn là khác biệt đối với nguyên thân đến nói lam tú là hắn làm bạn mấy chục năm thê tử cũng là bị hắn phụ lòng cả một đời nữ nhân nhưng đối với giảng tây đến nói lam tú là hoàn toàn xa lạ Giảng Tây vốn cho là mình khi nhìn đến Lam Tú lúc lại rất xấu hổ, thậm chí chân tay luống cúng, thật là làm Lam Tú đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn mới phát hiện, nguyên thân để lại cho trí nhớ của hắn đối ảnh hưởng của hắn xa so với hắn tưởng tượng bên trong đến lớn. Nguyên thân cũng không phải là loại kia chân chính ác đến thực chất bên trong người, hắn làm rất nhiều lựa chọn tại chính hắn xem ra cũng là không thể làm gì. 16 tuổi năm đó, Nguyên thân bởi vì nhị ca ác ý hãm hại bị ép tuổi còn nhỏ liền đến đến một cái hoàn toàn xa lạ, sinh hoạt lại 10 phần gian khổ nông thôn, nhân sinh trước 16 tuổi, hắn làm qua mệt nhất sự tình chính là sáng sớm đi học, ngẫu nhiên giúp cha mẹ làm điểm đủ khả năng việc nhà, nhưng đi vào nông thôn về sau, hắn phải tại gà trống gáy minh sau lập tức rời giường xuống đất, đỉnh lấy liệt nhật nhổ cỏ cày địa, đợi đến đội bên trên thống nhất bón phân thời gian, hắn vẫn phải nhịn lấy buồn nôn đi chọn những người kia xuất phân và nước tiểu ngâm ủ tốt phân bón. Ngay từ đầu, nguyên thân sẽ còn thường xuyên hướng trong nhà gửi thư, cầu phụ mẫu nghĩ biện pháp đem hắn đón về, có lẽ là trong lòng còn có ấy nấy, đoạn thời gian kia, trong nhà thường xuyên sẽ gửi lương phiếu đường phiếu tới, dựa vào trong nhà phụ cấp, nguyên thân ngẫu nhiên còn có thế lấy cớ sinh bệnh lười biến, cho dù thiếu như vậy mười mấy cái công điểm. Cũng có thế từ phụ mẫu gửi tới lương thực giải quyết khẩu phần lương thực vấn đề, nhưng theo thời gian trôi qua, phụ mẫu ấy nấy tại giảm bớt nhất là tại đại ca kết hôn mới chị dâu vào cửa về sau phụ mẫu gửi thư càng ngày càng ít thường thường hắn gửi về nhà năm sáu phong thư tố khổ phụ mẫu mới có thể gửi như vậy một hai trương lương phiếu tới nói gần nói xa còn nhắc nhở hắn hắn đã không nhỏ hẳn là thành gia lập nghiệp mình nuôi mình nguyên thân dần dần nhận rõ ràng cha mẹ của mình là không dựa vào được tương lai của hắn đều sẽ lưu tại cái này càng cổ nhỏ trong hương thôn vì để cho mình qua càng tốt hơn nguyên thân đem mục tiêu đặt ở trong thôn điều kiện nhất giàu có lại là có tiếng yêu thương nữ nhi lam gia trên thân hình dạng của hắn tốt lại có khác biệt tại nông thôn đám kia tráng kiện hán tử rất biết hạ thấp tư thái kể một ít buồn nôn lừa gạt tiểu cô nương chính là xuân tâm manh động niên kỷ lam tú tự nhiên chống cự không được nguyên thân dụ hoặc không để ý phụ mẫu phản đối lo lắng cùng nguyên thân nói đến bằng hữu lúc kia nguyên thân cũng là từng có thật lòng dù sao Lam Tú Trừ chưa từng đọc sách, không phải trong thành hộ khẩu bên ngoài cũng không có có khuyết điểm gì, nàng tính tình dịu dàng, có thể bao dung nguyên thân rất nhiều cưới sau mới để lộ ra nhỏ tính tình, đồng thời nàng lại có nông thôn nữ nhân cứng cỏi thuần phát, gánh chịu trong nhà rất nhiều gia kế, tăng thêm hai người về sau lại có nữ nhi, tự giác về thành vô vọng nguyên thân dần dần đem tâm tư đặt ở cái nhà này bên trong, người một nhà quả thực quá một đoạn thời gian cuộc sống hạnh phúc mà lại nguyên thân cũng không phải là không có ưu điểm ví dụ như tại nông thôn chủ lưu trọng nam kinh nữ tình huống dưới hắn ngược lại là cùng nhạc phụ của mình đồng dạng đối nữ nhi giảng đang mười phần cưng chiều lúc kia nông thôn có không ít nữ nhân đều ao ước lam tú bởi vì nàng có cái thương nữ nhi phụ mẫu tại gia đình bình thường liền nữ nhi lễ hỏi đều muốn giữ lại chỉ cấp nữ nhi một giường chăn mình coi như là của hồi môn niên đại lam tú phụ mẫu cho nàng một cọc gạch xanh ngói xám phòng tại nông thôn nam nhân phổ biến thích lớn tiếng nói chuyện, một lời không hợp liền phải động thủ đánh người thời điểm, Lam Tú trượng phu hào hoa phong nhã, xưa nay không cùng Lam Tú lớn nhỏ âm thanh, truy cầu Lam Tú thời điểm còn từng cho nàng viết quá mấy thủ tiểu thi, từ ngữ trao chuốt hoa lệ, nghe so trong sách vở viết còn muốn dễ nghe, Lam Tú quá may mắn, càng như vậy, thì càng để người muốn khai cuộc cái bất hạnh của nàng. Thế là tại Lam Tú gả cho giảng Tây sau nhiều năm không từng có mang thai, thật vất vả mang thai, lại sinh một cái khuê nữ về sau, những nữ nhân kia oán khí có một cái chỗ tháo nước, tại các nàng xem đến, không có một cái nam nhân không ái nhi tử, Lam tú sinh hạ nữ nhi giảng đang thời điểm, giảng tây đều đã 26 tuổi, cái tuổi này tại nông thôn sớm nên tốt mấy đứa bé cha, kết hôn sớm một chút, lớn nhất hài tử đều có thể đi học, hiện tại Lam tú sinh một cái khuê nữ. Giảng Tây trong lòng nhất định là không vui vẻ kết quả cái này nam nhân căn bản không giống mọi người tưởng tượng như thế vung lam tú xấu sắc mặt ngược lại tại lam tú xuống đất kiếm công điểm thời điểm cái này nam nhân ôm lấy khuê nữ bú sữa thay tả mặc dù rất nhiều người cảm thấy hắn đây là mượn cơ hội lười biếng nhưng cũng không thể phủ nhận giảng tay đối nữ nhi là thương yêu bằng không hắn hoàn toàn có thể đem hài tử hướng trên giường quăng ra nơi nào cần phí công phu thời thời khắc khắc ôm lấy hài tử lộ ra muốn khóc trống biểu lộ liền tranh thủ thời gian hát nhạc thiếu nhi nhăn mặt đem hài tử cho cười vang giảng đang lớn chút nửa thời điểm nguyên thân lại bắt đầu giáo nữ nhi này biết chữ trong thôn người mịt mờ hỏi hắn lúc nào lại cùng lam tú sinh một đứa con trai thời điểm nguyên thân cũng chỉ nói tùy duyên đời này nếu như chỉ có một đứa con gái hắn cũng là thỏa mãn nghĩ người xem náo nhiệt không có náo nhiệt có thể nhìn trên thế giới lại có không nóng nảy sinh nhi tử nam nhân cái này các nữ nhân càng thêm ao ước lam tú chỉ cảm thấy nàng là tốt số nhất nữ nhân kỳ thật nguyên thân cũng không phải thật không thích nghi tử chỉ là hắn không có tỉ muội trong nhà liền huynh đệ bọn họ ba người từ nhỏ đến lớn liền không có một cái ví dụ rõ ràng cho hắn biết nam hài nữ hài tại một gia đình bên trong nặng nhẹ quan hệ tăng thêm hải thị dân phong đặc thù từ nhỏ đến lớn nguyên thân nhìn thấy rất nhiều tính tình lớn ở gia đình bên trong nói một không hai ma ma bà bà cũng nhìn thấy không ít không chỉ có bên ngoài dốc sức làm về đến nhà còn phải phụ trách mua tẩy đốt thúc thúc a gia, nguyên thân liền càng thêm không cảm thấy, chỉ có một đứa con gái có cái gì không tốt, lại nói, hắn làm không được sống lại, chỉ dựa vào Lam Tú nuôi nhà đã rất là phí sức, lại sinh một đứa con trai, thế tất ảnh hưởng đến nguyên thân bản thân chất lượng sinh hoạt, càng về sau, không phải Lam Tú không thể sinh, mà là nguyên thân bản thân không nghĩ sinh, mỗi lần dỗ dành Lam Tú làm một chút tránh thai biện pháp, chỉ nói là yêu thương nàng sinh con gian khổ chỉ có một đứa con gái liền đủ những cái này mơ hồ canh rót hết lam tú làm sao có thể không yêu cái này nam nhân đâu nếu như không có về thành cái này một lần nguyên thân có lẽ cũng có thể là một cái tốt ba ba hảo trượng phu nhưng hết lần này tới lần khác thanh niên trí thức về thành triều bắt đầu trở lại hải thị là nguyên thân ẩn giấu ở trong lòng chấp niệm hắn có lẽ ái nữ nhi ái thê tử nhưng trong lòng của hắn trọng yếu nhất mãi mãi cũng là chính mình thế là đang suy nghĩ một đoạn thời gian xác định mình không có cách nào đem lam tú hai mẹ con một khối mang về trong thành về sau hắn lựa chọn một người rời đi dựa theo giảng tây kế thừa ký ức tại về thành sau tháng thứ tư hắn liền cùng mẹ hắn giới thiệu một cái cùng hắn có cùng loại trải qua nữ thanh niên trí thức kết hôn đối phương trong nhà phòng càng rộng rãi hơn giảng tây liền đem đến nhà gái nhà cùng nhà gái phụ mẫu cộng đồng ở lại về sau xuống biển triều bắt đầu nguyên thân lại tại nhà gái phụ mẫu giúp đỡ hạ làm lên buôn bán nhỏ sinh hoạt dần dần có khởi sắc, lúc kia, hắn buộc mình không đi nghỉ nông thôn thê nữ, lại về sau, nguyên thân hai hôn thê tử cho hắn sinh một đứa con gái, hắn dứt khoát đem đối trưởng nữ giảng đang ấy nấy ký thác vào tiểu nữ hài này trên thân, hắn tuổi già so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, mà từng tại nông thôn những năm kia sinh hoạt, thì giống như là một bộ cởi sắc phim nhựa, dần dần bị hắn chôn đến đáy lòng, cũng không dám nghĩ nữa lên đôi mẹ con kia mà bị nguyên thân vứt bỏ Lam Tú cùng giảng đang hai mẹ con đâu. Lam Tú đánh giá cao tâm lý của mình năng lực chịu đựng, cũng đánh giá cao người chung quanh ác ý, tại nguyên thân một đi không trở lại về sau, Lam Tú kém chút bị che ngợp bầu trời lời đồn đại bức điên, thoạt đầu là Lưu Dũng, cái kia tuổi gần 50, nàng chị dâu vì nàng tỉ mỉ chọn lựa tái giá đối tượng, hình dáng này mạo có chút xấu xí nam nhân ngược lại là cái thiện tâm, tại biết thái độ của mình sau dứt khoát biến mất, có thể đi một cái Lưu Dũng về sau còn có đến mãi không hết trương dũng vương dũng chỉ cần tập thanh thanh đối nàng kia tràn nhà lòng mơ ước không ngừng nàng liền luôn có thể cho nàng tìm ra từng cái nam nhân dùng sức phá hư thanh danh của nàng để nàng hoàn toàn bất đắc dĩ gả đi lam tú cắn răng liều mạng thanh danh càng kém kết cục tìm đến trong tộc trưởng bối cùng đại ca một nhà đoạn thân tuyệt nghĩa sau đó gọn gàng mà linh hoạt bán kia tòa nhà bị mơ ước phòng ở mang theo nữ nhi đi trong huyện đọc sách lúc kia trong huyện thành cũng thủ phương nam phát đạt thành thị ảnh hưởng xuất hiện cá thể kinh doanh hộ manh mối lam tú tại cho nữ nhi làm thỏa đáng học tập thủ tục sau tìm một phần phòng ăn rửa chén công việc miễn cưỡng tiếp tục sinh sống huyện thành ly hương hạ cũng không tính xa một chút lời đàm tiếu vẫn là truyền đến trong huyện thành lam tú gánh chịu rất nhiều áp lực nhưng nàng đều cắn răng nhịn xuống nàng chỉ làm cho nữ nhi thật tốt đọc sách tại giảng tây trên thân nàng học được một cái hữu dụng đạo lý đó chính là tri thức thay đổi vận mệnh. Nàng muốn nữ nhi thi lên đại học, sau đó rời đi xa xa nơi này, nếu có thể, đi hải thị nhìn xem, nhìn một cái cái kia câu đi trượng phu nàng hồn, để hắn thà rằng vứt bỏ thê nữ cũng phải trở về thành thị, đến cùng là như thế nào phồn hoa cùng náo nhiệt, bởi vì tâm sự nặng, cộng thêm quá độ vất vả, tại giảng đang thi lên đại học năm đó, làm tú liền cùng tiếc tất cả tinh khí thần đồng dạng một bệnh không dậy nổi tại đêm để giành được đầy đủ giảng đang đọc xong 4 năm đại học tiền tiết kiệm sau vĩnh biệt cõi đời giảng đang không có phụ lòng mẫu thân nguyện vọng sau khi tốt nghiệp đại học thuận lợi ở lại trường thành một cái có được không sai địa vị xã hội mười phần được người tôn trọng giáo sư đại học nàng thông qua rất nhiều quan hệ rốt cuộc tìm được mở ra mấy nhà tiệm bán quần áo cha ruột chẳng qua nàng không có cùng đối phương nhận nhau chỉ là nhìn xa xa hắn mở ra santana đưa đón một cái ngay tại học cấp hai tiểu nữ hài về nhà trên mặt từ ái giống như trong trí nhớ bộ dáng lại cùng năm đó nàng kêu khóc cầu hắn không muốn đi vẫn như trước giật ra bàn tay nhỏ của nàng quyết tuyệt rời đi nam nhân hoàn toàn khác biệt cả cuộc đời này giảng đang đều lẻ loi một mình bên cạnh nàng không thiếu ưu tú người theo đuổi nhưng tuổi thơ trải qua sớm đã hình thành bóng tối tại giảng đang xem ra vốn nên là trên thế giới thương ngươi nhất yêu nhất nam nhân của ngươi đều có thể vứt bỏ ngươi một cái cùng ngươi không có quan hệ máu mủ nam nhân Dựa vào cái gì cả một đời đều yêu ngươi đâu? Nguyên thân tự tư tạo thành hai cái người vô tội bi kịch, hắn cặn bã giá trị cũng nhiều đến từ Lam Tú cùng giảng đang oán niệm. Tú Tú, ta trở về, tới đón ngươi cùng đang đang về nhà. Giảng Tây trong đầu hiện ra Nguyên thân cùng Lam Tú ở chung lúc tất cả hình tượng, cùng Nguyên thân tại lúc lâm chung mới đột nhiên hiện ra đến ấy nấy, giờ khắc này, hắn cùng Nguyên thân chung tình, lúc này đứng tại giảng Tây trước mặt, vẫn là một cái hắn ở chung 10 năm gần đây. Tất cả thói quen đam mê đều bị hắn biết rõ nữ nhân, có lẽ hiện tại hắn vẫn như cũ không có cách nào đem Lam Tú xem như thê tử đối đãi, thế nhưng sẽ không là cái người xa lạ. Người ta tiểu phu thê cửu biệt gặp lại, hiển nhiên có một bụng lời muốn nói, người ở chỗ này cũng không phải đều như vậy không có ánh mắt, một cái thôi tán một cái khác, lục tục ngo ngoe cáo từ rời đi. Chờ Tập Thanh Thanh bọn hắn chạy đến thời điểm, gian phòng bên trong người đều đi mau quan. Muội phu a, à, ngươi từ trong thành trở về? nhưng cho ta cùng đại ca ngươi mang cái gì thổ sản còn có ngươi mấy cái chất tử ngươi cũng không thể quên a à. tập thanh thanh từ trước đến nay đều là nhãn quá nhổ lông vì lợi ích không biết xấu hổ nữ nhân giảng tây không có trở về thời điểm nàng có thể làm tập thanh thanh phòng ở tính toán nàng hiện tại giảng tây trở về nàng tự nhiên cũng có thể làm làm hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế tại trong thành này mụi phu trên thân yếu điểm chỗ tốt xoẹt lam dũng nàng dâu ngươi chẳng lẽ đi học quá xuyên kịch trở mặt đi, chân trước còn cho giảng Tây nàng dâu giới thiệu đối tượng đâu, sau một giây liền có thể hỏi người ta giảng Tây muốn chỗ tốt rồi. Đi theo tập thanh thanh phía sau chạy tới mấy nữ nhân bật cười một tiếng, trực tiếp chọc thủng nàng vừa mới hành vi, tập thanh thanh cho Lam Tú giới thiệu đối tượng, nghe được như thế hung hăng nổ chủ đề, nguyên bản chuẩn bị rời đi thôn dân nhau nhau dừng bước, muốn nhìn một chút giảng Tây phản ứng. Mặc cho giảng tây tính tình cho dù tốt, nghe được mình bà nương kém cho mình một chút mang một đỉnh nón xanh chỉ sợ đều phải tâm lạnh đi ta không biết nàng sẽ mang theo nam nhân kia tới ngươi đã nói sẽ đến tiếp ta cùng đang đang về nhà ta làm sao lại cùng nam nhân khác nhìn nhau đâu lam tú nhìn xem giảng tây mắt nghiêm túc nói nàng sợ giảng tây không tin ta tin tưởng ngươi giảng tây tự nhiên sẽ không hoài nghi lam tú nhân phẩm ngược lại là tập thanh thanh cái này đại tẩu sớm đã có quá không ít tiền khoa đại tẩu trên mặt ta có chữ sao giảng tây đem lam tú bảo hộ ở sau lưng chỉ mình mặt hướng tập thanh thanh hỏi chữ cái gì chữ tập thanh thanh mộng một chút vừa mới đại tẩu kia thái độ ta còn tưởng rằng trên mặt ta có chữ viết đâu má trái viết đồ đần má phải viết quan đại đầu cho nên mới để đại tẩu chân trước nghĩ bức ta nàng dâu tái giá chân sau lại nắm chắc khí đến hỏi ta muốn lễ vật giảng tây trên mặt mang cười nói lời lại câu câu có gai trước khi tới ta xác thực cho tất cả mọi người mang lễ vật cảm tạ mọi người tại ta không có ở đây những ngày này chiếu cố vợ ta, nhưng bây giờ đại tẩu chính là như vậy đối tú tú, ta nếu là lại đem lễ vật đều cho ngươi, ta chẳng phải là thật thành đồ đần oan đại đầu, người chung quanh nhịn không được, nhao nhao cười trộm, tập thanh thanh đỏ lên một gương mặt, lúng túng mà nhìn xem quanh mình chê cười nàng thôn nhân, dùng run rẩy tay chỉ giảng tay, hồi lâu nói không ra lời, chương 10, thanh niên trí thức về thành 10. Ngươi nhìn cái này sự tình làm, làm cho ta trong ngoài không phải người nếu như không phải tú nhi mình vui lòng ta có thể cho nàng giới thiệu đối tượng sao tập thanh thanh hít sâu một hơi tranh thủ thời gian tẩy trắng mình chẳng qua đang ba nàng ngươi cũng đừng trách tú nhi thủ không được ai bảo ngươi vừa đi chính là non nửa năm trong lúc đó trừ một phong thư cái gì cũng không có gửi trở về đâu tú nhi một nữ nhân không có nam nhân thế nào chịu được đâu liền xem như vì đang đang suy nghĩ nàng cũng phải lại tìm một cái dựa vào a à tập thanh thanh nói rõ chính là muốn đem cái nồi chụp tại lam tú trên đầu mình vẫn là thanh bạch thật lớn tẩu ở đây những người này trừ một chút đầu óc thanh minh không ít người đều bị tập thanh thanh dẫn tới nói cũng đúng nếu như không có lam tú mình cho phép tập thanh thanh làm sao lại mang theo nam nhân tới nhìn nhau đâu hiện tại cũng không phải xã hội xưa cha mẹ không có ở đây thời điểm ca ca chị dâu còn có thể làm muội muội chủ lam tú mình không nguyện ý tập thanh thanh còn có thế ép buộc nàng lấy chồng hay sao đổi lại bất kỳ một cái nào tâm nhãn không lớn nam nhân chỉ sợ lúc này liền nên cùng lam tú sinh ra ngăn cách hắn nghiêm túc vì tương lai của bọn hắn suy nghĩ ngồi mấy ngày mấy đêm xe lửa đến nông thôn tiếp mẹ con các nàng vào thành kết quả mình không tại như vậy thời gian mấy tháng vợ của mình lại thủ không được không kịp chờ đợi muốn cho hắn mang một đỉnh nón xanh cho dù lúc này hắn tha thứ lam tú trong lòng cũng tồn cây gai về sau hơi náo điểm mâu thuẫn cây gai này liền sẽ xuất hiện ba năm thỉnh thoảng lại đâm một đâm trái tim của hắn, có đôi khi, tình cảm chính là bị những cái này chôn sâu ở trong lòng mâu thuẫn cho hao tổn không có, cũng may giảng tây tâm tư linh thấu, cũng không mua tập thanh thanh sổ sách, tú nhi là hạng người gì, trong lòng ta so bất cứ người nào đều rõ ràng, đại tẩu những lời này, vẫn là nói cho quỷ nghe đi, giảng tây cười cười, một giây sau, nụ cười hư thu vào, sụ mặt, không giận tự uy, ta người này da mặt cũng rất mỏng, nhưng lúc này ta còn thực sự không sợ người trò cười, mọi người không ngại suy nghĩ một chút, những năm này nhà chúng ta đến cùng là ai tại đương gia, giảng tay đối người vây xem gian tay ra, ta người này không có kia công tử mệnh, hết lần này tới lần khác sinh công tử bệnh, cưới tú nhi nhiều năm như vậy, nàng mỗi ngày kiếm chính cái công điểm, trừ 30 Tết mọi người đều không hạ địa ngoại, gió mặt gió, mưa mặt mưa, ta đi theo một đám chị dâu bà bà làm thoải mái một chút việc, một ngày 4,5 cái công điểm cứ như vậy còn thường thường phạm một lần lười xin phép nghĩ không lên công cũng may tú nhi hiếm có ta cũng không thấy phải ta cái này nam nhân vô dụng những năm này đem ta nuôi trắng trắng mập mập giảng tây lời này mới ra mọi người đều cười nào có một cái nam nhân đem ăn bám chuyện này nói như vậy thuận miệng nói một lời chân thật những năm này ta là thật thật xin lỗi tú nhi liền ta kiếm những cái kia công điểm chỉ sợ ngay cả chính ta đều nuôi không sống giảng tây ánh mắt chuyển hướng còn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc tập thanh thanh nghiêm nghị chất vấn vậy ta liền buồn bực những năm này tú nhi đều có thể nuôi sống ta cùng đang đang làm sao ta đều không ở nhà ăn không ngồi rồi tại đại tẩu trong miệng tú nhi ngược lại bức bách tại sinh kế không thể không tái giá đây ta hỏi lại hỏi đại tẩu cho tú nhi giới thiệu đối tượng là bộ dáng so ta tuấn a vẫn là miệng so ta ngọt biết dỗ tú nhi vui vẻ a nếu như ngay cả hai cái này ưu điểm trong đó một cái đều không đạt được tú nhi dựa vào cái gì coi trọng ngươi nói nam nhân kia đâu giảng tây đinh tai nhất óc nguyên bản bị tập thanh thanh nhất gia chi ngôn mê hoặc thôn nhân nháy mắt giật cả mình tỉnh táo lại đúng vậy a à. tập thanh thanh kia lời nói căn bản chân đứng không vững làm tú cũng không phải là dựa vào giảng tây nuôi tương phản vẫn luôn là nàng đang phụ trách trong nhà chủ yếu thu nhập nơi phát ra coi như giảng tây không tại nàng cũng có thể đem mình cùng đang đang chiếu cố rất tốt. Trước đó chỉ là nàng ngoài ý muốn sinh trận bệnh nặng, không gặp khoảng thời gian này nàng khỏi bệnh về sau lại xuống đất, dãy đến công điểm so với tráng niên nam nhân cũng không kém là bao nhiêu. Đứng ngoài quan sát vừa rồi kia ra nháo kịch nữ nhân cũng bắt đầu lao nhau chia sẻ lấy vừa mới kiến thức, đang nghe tập thanh thanh mang tới là một năm gần 50, dáng người thấp bé, hình dạng xấu xí nam nhân về sau, mọi người liền càng thêm không tin tập thanh thanh chuyện ma quỷ, phi liền thân tiểu cô đều hại, đem Lam Tú Thanh danh hủy, đối nàng có chỗ tốt gì, thế nào không có chỗ tốt, không phải liền là muốn đem Lam Tú bước đi, độc chiếm Lam Tú phòng ở sao, tập thanh thanh nhìn xem giảng tây một phen liền quay chuyển tình thế, tức nghiến răng ngứa, cái này nam nhân làm sao như thế tín nhiệm Lam Tú, còn giúp lấy nàng đối phó mình, chẳng lẽ trong lòng của hắn liền không có một tí hoài nghi tới Lam Tú tác phong, nàng ngược lại là có tâm lại nói cái gì nhưng giảng tây một đại nam nhân đều không cần mặc dùng mình ăn bám chuyện này để chứng minh lam tú trong sạch, hiện tại nàng chính là nhiều lời nhiều sai, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng cái này làm đại tẩu không có ý tốt, tốt như vậy một cái kế hoạch, kết quả là chẳng những không có đạt được lễ hỏi tiền cùng lam tú phòng ở, ngược lại để thanh danh của mình hủy hơn phân nữa, tập thanh thanh chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng nuốt, sau đó tại mọi người tiếng nghị luận bên trong bụng mặt, rời đi cái này bực mình địa phương, đang ba nàng ngươi nếu biết Lam Tú những năm này đợi ngươi tốt, về sau ngươi cũng đừng phụ lòng nàng. Trong đám người, một cái trưởng bối nâng lên âm lượng đối giảng Tây nói, ta biết, thời điểm ra đi ta liền cùng Tú Nhi nói qua, sẽ tiếp nàng cùng đang đang cùng nhau đi trong thành hưởng phúc, ai biết ta như vậy vô dụng, trời nhà hơn 10 năm, đối với mình quê quán biến hóa ngược lại hai mắt đen thui, đừng nói tiếp các nàng hai mẹ con hưởng phúc, ngay cả mình đều nuôi không sống chỉ có thể mặc dạng mày dày tại cha mẹ chỗ ấy còn một đoạn thời gian ăn ở chẳng qua càng như vậy ta càng là minh bạch tú nhi những năm này gánh vác một ngôi nhà đến cỡ nào không dễ dàng giản tây cầm lam tú tay nắm tay nàng tâm hiện tại ta cũng coi như có chút tiến bộ cho nên vô cùng lo lắng sẽ tới đón các nàng hai mẹ con vào thành khoảng thời gian này để các nàng hai mẹ con khổ đợi nông thôn nam nhân chất phát thô kịch nào có giản tây dạng này biết nói chuyện nhìn xem người ta trong câu chữ đều không quên tán dương nàng dâu tốt, hướng nàng dâu biểu đạt dây dứt, lại hướng nàng dâu biểu đạt cảm kích, nghe ở đây lòng của nữ nhân đều lửa nóng nóng, càng đừng đề cập người trong cuộc lam tú. Đổi lại các nàng là lam tú, đâu còn sẽ trách hắn ba bốn tháng không có tin tức a? À, coi như đợi thêm lâu một chút, có hắn lời nói này, cũng cảm thấy phải trong lòng ngọt ngào. Hệ thống bảng bên trên, giãn tay cặn bã giá trị từ 76 bắt đầu hạ xuống, một phút, hai phút, đứt quãng hẳn đến trị số dừng lại tại 49 vị trí, đủ để thấy, hắn vừa mới kia lời nói đến cỡ nào xâm nhập lòng người, giảng tay suy nghĩ, cái này có lẽ cùng thế giới nhiệm vụ độ khó có quan hệ, đây là hắn chấp hành nhiệm vụ thứ một cái thế giới, độ khó tương đối khá thấp, cho nên cặn bã giá trị mới có thể rất xuống nhanh như vậy, đổi lại về sau nhiệm vụ độ khó cao thế giới, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, vừa mới nháo kịch kết thúc, nguyên bản liền chuẩn bị đem không gian tặng cho hai cái cửu biệt gặp lại tiểu phu thê thôn nhân tự nhiên thức thời rời đi chỉ có điều lam tú vẫn như cũ không thể thật tốt cùng trượng phu nói một câu bởi vì tại bãi sông bên cạnh các heo cỏ giãn đang đạt được ba nàng về nhà tin tức một đường chạy như bay lấy về nhà cái gùi bên trong trống rỗng cắt bỏ heo cỏ còn tại bãi sông bên cạnh chất đống giãn đang đầu tóc rối bời buổi sáng cột chắc dây buộc tóc màu hồng miễn cưỡng treo ở lọn tóc lại chạy mấy bước chỉ sợ cũng muốn rơi xuống đất nàng thở hổn hển, nhìn xem quen thuộc ba ba, nghẹn đỏ mặt, một giây sau, khóe miệng một đổ, nước mắt lã chả chảy xuống, tại nguyên thân về thành trước, giảng đang cùng cái này ba ba quan hệ tốt nhất, trong lòng của nàng, nếu như muốn cho tất cả thân nhân sắp xếp cái tự vị, cái này ba ba tuyệt đối là vị thứ nhất, liền lam tú, cũng phải khuất tại tại trượng phu về sau, bởi vì giảng đang từ nhỏ đã là nguyên thân nuôi lớn. Lúc kia nguyên thân là chân tâm thật ý muốn thật tốt sinh hoạt, đối với nữ nhi duy nhất, tự nhiên là mười phần yêu thương, so với nghiêm khắc lam tú, nguyên thân tính tình mềm mại nhiều, trên người hắn còn có hải thị người nhỏ tư tư tưởng, cho dù thời cuộc không đúng, điều kiện cũng nhận hạn chế, nhưng như cũ tận khả năng vì cuộc sống của mình thêm chút nhiều kiểu, ví dụ như hắn sẽ cho nữ nhi biên sinh đẹp tóc, không có tiền mua đầu hoa, liền dùng cùng ngày ngắt lấy đến tươi mới nhất hoa dạy cho khuê nữ làm trang trí. Hắn sẽ dạy giảng đang viết chữ, Đọc diễn cảm đẹp nhất khi từ cho nàng nghe, tại cái khắc phụ thân quen thuộc bảo trì uy nghiêm, không cùng như nữ thân cận thời điểm, hắn sẽ còn để giảng đang cưỡi tại trên cổ của nàng, mang nàng tại thu mua đồ Tết lúc người đông nghìn nghịch cung tiêu xả ghé qua. Trong thôn hài tử đều ao ước giảng đang có dạng này đau ba của nàng, không ngại nàng là nữ hài, kiểu gì cũng sẽ nghĩ hết đủ loại biện pháp hống nàng. Giảng đang cũng một mực lấy này làm ngạo, dưới cái nhìn của nàng, ba ba sẽ thương nàng cả một đời, nhưng mà ai biết yêu thương nàng là thật hạ quyết tâm lúc cũng là thật nguyên thân có lẽ yêu tha thiết nữ nhi này nhưng yêu nhất hay là mình giảng đang đưa tay hung hăng xoa xoa nước mắt cảm thấy dạng này mình thực sự là quá không có tiền đồ hài tử trực giác có đôi khi vừa lúc là chuẩn xác nhất tại thanh niên trí thức về thành chính sách chính lúc chứng thực đoạn thời gian kia giảng đang rõ ràng chú ý tới cha nàng không quan tâm lúc kia nàng cũng bởi vì người trong thôn lời đàm tiếu bất an nhưng ngày xưa đau ba của nàng nhưng lại không an ủi nàng dăm ba câu liền đem nàng đuổi, thường xuyên một người ngồi tại cửa ra vào, nhìn qua xa xa phương hướng, nhiều lần, giảng đang đều chú ý tới ba nàng nhìn xem ánh mắt của nàng, ấy nấy, xoắn suýt. Như thế lưu luyến không rời, thật giống như về sau rốt cuộc thấy không được đồng dạng, cho nên tại nguyên thân rời đi ngày đó, giảng đang gắt gao ôm chân của hắn không để hắn đi, bởi vì trong nội tâm nàng ẩn ẩn rõ ràng, ba nàng một khi đi, liền có thể sẽ không trở lại, nhưng cho dù nàng đau khổ cầu khẩn, nam nhân kia vẫn là giật ra nàng tay mặc cho nàng tại phía sau hắn tan nát cõi lòng khóc đều không tiếp tục quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái từ đó về sau giảng đang nhiều lần không rơi chờ ở người đưa thư trải qua trên đường nhỏ vì chính là chờ đợi một cái gần như tuyệt vọng hy vọng ngươi không phải không quan tâm ta cùng nương sao ngươi tại sao lại trở về nàng ủy khuất xấu cha hắn làm sao bỏ được đem nàng cùng nương vứt xuống dài như vậy thời gian lâu như vậy đâu tiểu cô nương là một đường khóc qua đến mắt sưng thành nhỏ hạch đào, giãn tay đau lòng muôn ôm ôm nàng, lại bị tiểu cô nương một bàn tay đẩy ra, nhìn xem cùng một con cọp nhỏ giống như trừng mắt nữ nhi của hắn, giảng tay không khỏi cười khổ, nguyên thân tạo bao lớn nghiệt a, à. lúc này mới hơn ba tháng, ở kiếp trước, tiểu nữ hài này chờ cả một đời, quãng đời còn lại lẻ loi trơ trọi, có phải là đem nước mắt đều chảy khô đây, giãn tay trở về phòng. Muốn cầm ra bản thân đặc biệt dẫn đến bánh kẹo bánh ngọt cùng xinh đẹp nhỏ váy hống cái này khuê nữ ngươi lại muốn đi, ngươi đừng đi a, à, ba ba, giảng đang nhìn giảng tây quay người, chỉ coi hắn không kiên nhẫn mình phát cáo, lại muốn đi, dọa đến nàng một cái bay nhào, ôm lấy giảng tây đùi không buông tay, đang đang, ba ba sẽ không lại rời đi ngươi cùng ma ma, coi như muốn đi, cũng sẽ mang theo các ngươi cùng đi, giảng tây tâm đều hóa, làm nuôi lớn một đám đệ đệ muội muội đại ca, hắn đối với hài tử không có nhất sức chống cự, hắn tốt tính ngồi xổm người xuống, ông lấy cái kia khóc thẳng ở hơi khuê nữ thật lâu chưa từng buông tay